Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 37. Nhưng mà, mọi người còn sống kiểu gì hay vậy? Lúc năng lượng bị nổ tung lần kia, đến tôi cũng chịu không nổi. Đừng nói đến chuyện mọi người phát kích sức mạnh tiềm tàng, có khi đến thi thể cũng không còn ấy chứ. Diệp Lâm Quân tự hỏi đầy nghi ngờ. Đúng, đúng vậy, đúng ra mà nói, chúng tôi không thể sống sót. Chúng tôi đã được giải cứu. Cái gì, được người ta cứu, người nào? Diệp Lâm Quân không tưởng tượng ra nổi làm thế nào trong tình huống như thế mà vẫn có thể cứu được người. Đây là thần tiên sao? Nếu là anh, bảo vệ chính mình còn khó. Chứ nói gì đến việc cứu người. Rốt cuộc là thứ gì mới có nổi năng lực cứu được người trong hoàn cảnh đó? Ai cứu các cô? Vân Hy mô tả sơ qua các đặc trưng của ông lão. Con mẹ nói. Ôi trời ơi! Diệp Lâm Quân nghe xong, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Đây mẹ nó không phải tên sư phụ cà lơ phất phơ của chính mình sao? Tại sao vừa rồi lại không nghĩ ra cơ chứ? Ngoài anh ra thì còn ai vào đây mà cứu người cơ chứ? Một câu hỏi nảy ra trong đầu Diệp Lâm Quân, tên sư phụ cà lơ phất phơ của mình mạnh đến mức nào? Ông ấy có còn là con người không? Trước đây, Diệp Lâm Quân không hề biết gì về ông già bí ẩn này. Bây giờ thì biết một chút rồi. Ông ấy thực sự rất mạnh mẽ, hai người quen nhau à? Văn Hy không khỏi đặt câu hỏi. Ông ấy là sư phụ của tôi. Cái gì, sư phụ của anh, có phải là tà thần Hỏa Vân không? Điều đầu tiên Văn Hy nghĩ đến là tà thần Hỏa Vân. Diệp Lâm Quân lắc đầu, tôi không biết có phải là ông ta không, nhưng tôi không nghĩ là ông ta. Ông ấy có khi còn giỏi hơn tà thần Hỏa Vân. Căn cứ vào quan sát của Diệp Lâm Quân, theo như thiên sách phủ và tin tức phản hồi từ bảy tà thần. Tà thần Hỏa Vân và ông ấy có khả năng cao là ngang hàng với nhau. Ai mạnh hơn ai yếu hơn cũng không nói chắc chắn. Vì vậy, anh kết luận rằng tà thần Hỏa Vân không phải là sư phụ của anh. Đại khái mà nói, lần này tốt rồi. Diệt trừ được Hứa Chính Kiệt, bằng không thì không dễ dàng giết chết hắn đâu. Thứ hai, cô cũng có được siêu năng lực. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Này, tình trạng của Lê Nguyên thật đáng lo ngại. Hiện tại cô ấy đã hoàn toàn quên mất anh, coi anh như kẻ thù. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy anh, cô ấy sẽ lập tức trở thành một nhân cách khác. Tôi đã kiểm tra bảng thiết bị hiện đại, cô ấy cũng không có gì khác thường. Điều này có nghĩa là y học hiện đại hoàn toàn không thể điều trị được tình trạng của cô ấy. Văn Hy thở dài. Nhưng mà anh có thể tìm đến thần y của Lạc Việt thử xem y có một chút y học cổ xưa góp phần, biết đâu lại có thể giải quyết vấn đề. Còn có một cách khác là từ từ cảm hóa Lôi Nguyên. Để cô ấy hiểu rằng anh không phải là kẻ thù của cô ấy. Anh là chồng của cô ấy, để cô ấy tiếp nhận anh từng chút một. Nhưng phương pháp này hiện tại không thực tế, cần rất nhiều thời gian. Bây giờ anh tạm thời đừng gặp mặt Lôi Nguyên vội, gặp nhau nhất định sẽ có chuyện không may. Chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết tình huống của Lôi Nguyên đãi. Văn Hy đặn dò Diệp Lâm Quân. Ừ, chỉ có thể làm như thế vậy. Sau khi võ sĩ ma trở về, hắn ta đã chuyển tin này cho ông chủ. Ông chủ và Richard đang có một cuộc họp video. Hả? Lý Tử Nhiệm đã mạnh như vậy rồi mà Diệp Lâm Quân cũng có thể khống chế. Chi Chát sửng sốt. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng từ lâu Lý Tử Nhiệm đã coi Diệp Lâm Quân là kẻ thù. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nếu chúng ta có thể lợi dụng nó thì tốt. Thủ lĩnh của lực lượng đảo Đông Ca mỉm cười, cứ giao cho chúng tôi là người giỏi nhất về vấn đề này. Sau khi video kết thúc, Richard ngồi thẫn thờ, lấy ngón tay gõ vào bàn. Anh Richard, tin tốt lành đây. Lúc này, thuộc hạ của anh ta đột nhiên chạy tới. Chuyện gì đã xảy ra? Kỹ thuật biến cơ thể thành năng lượng của Hứa Chính Kiệt về cơ bản đã được khôi phục. Bước tiếp theo là thực nghiệm. Một khi thực nghiệm thành công, chúng ta có thể biến đổi cơ thể thành năng lượng. Lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều cường giả như Hứa Chính Kiệt. Nghe đến đây, Richard cũng cười thích thú. Khi trở về từ Lạc Việt, anh ta đã nhân tiện mang tất cả các bản vẽ kỹ thuật và thiết bị mà Hứa Chính Kiệt để lại về cùng. Mục đích là để khôi phục lại thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt nhằm tạo ra cơ thể thuần năng lượng. Bằng cách này, họ có thể liên tục tạo ra các Hứa Chính Kiệt. Khi đó, nước Chiến Ưng sẽ đứng trên đỉnh thế giới này. Ai có thể đánh lại? Sức mạnh của Hứa Chính Kiệt sau khi trở thành một cơ thể thuần năng lượng thật đáng sợ. Ngay cả ba vị tà thần chung tay cũng không đánh thắng được. Đại bác bắn không nổ, chất độc cũng không thể làm họ bị thương, một khi không cạn kiệt năng lượng thì họ sẽ không chết. Điều này thật quá đáng sợ.
Được rồi, duy trì thử nghiệm, đừng ngần ngại nói những gì anh cần. Phòng thí nghiệm coi đây là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Trong mắt Richard hiện lên một tia lạnh như băng. Khoảng cách từ phòng thí nghiệm phía sau anh ta đến ngày làm bá chủ số một thế giới không còn xa. Diệp Lâm Quân vừa cùng Văn Hy nói chuyện xong liền bước ra ngoài, vừa mới giao nhiệm vụ cho bảy tà thần. Nhưng một giây tiếp theo, bảy tà thần nhận được tin tức. Đột nhiên, thuộc hạ của họ bị tấn công dữ dội và bị thương vong nặng nề. Đi, tôi và mọi người đi xem sao. Diệp Lâm Quân không muốn bị kịch xảy ra, càng không muốn người của mình đấu đá lẫn nhau. Cái gì mà thiện với ác, không phải đều là người Lạc Việt cả sao? Anh sẽ ngăn chặn điều này. Mặt khác nơi ẩn náu của thế lực tà thần là cực kỳ bí mật, thời gian dài như vậy cũng không phát hiện. Tại sao lại cứ vào lúc này lại phát hiện ra? Chắc chắn trong này có gì đó không ổn. Chủ nhân nhỏ không hay rồi, trong chúng ta có kẻ phản bội. Là bọn họ đã tiết lộ tung tích, là lỗi của chúng tôi. Trên đường đi, bảy tà thần lớn đã biết được chân tướng. Nói đến sự phản bội, sao Diệp Lâm Quân lại chưa từng trải qua việc này chứ? Thành Vô Song là một trong số đó. Là bọn họ tự tay đẩy gia đình ba người của bé Quân vào hố lửa. Món nợ này Diệp Lâm Quân luôn ghi nhớ. Phía Nam Lạc Việt ở một nơi nào đó trong núi sâu. Một trận chém giết đang diễn ra. Anh Phi Dương, chúng tôi cứu anh ra ngoài rồi nhưng anh phải làm chứng cho chúng tôi đấy. Chúng tôi đứng về bên các người, sẽ không đi theo Diệp Lâm Quân có người cứu nhóm người Lâm Phi Dương ra ngoài. Là bọn họ phản bội bảy tà thần lớn, hơn nữa còn đem nơi thế lực tà thần ẩn nấp tiết lộ ra ngoài. Lý do cho sự phản bội của bọn họ rất đơn giản. Mặc dù bảy tà thần lớn đã khuất phục Diệp Lâm Quân, nhưng rất nhiều thuộc hạ dưới quyền lại bất mãn với quy định cứng nhắc của Diệp Lâm Quân đưa ra, đặc biệt là không được phép giết người, không được tự do hành động và nhiều quy tắc khác, làm cho những người này hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trước kia khi đi theo tà thần Hỏa Vân, ông ta chưa bao giờ trói buộc bọn họ. Ngược lại còn cho bọn họ một thế giới tự do, để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Còn để cho bọn họ đi giết người, để bọn họ làm bất cứ điều gì có thể ngăn chặn người khác. Nó đã dạy cho họ một đạo lý, người mạnh mẽ mới có thể sinh tồn. Trong thời đại của tà thần, không có việc xấu nào mà bọn họ không làm, họ trở thành sự tồn tại mà tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng quan niệm của Diệp Lâm Quân hoàn toàn trái ngược với tà thần Hỏa Vân. Diệp Lâm Quân lại muốn những tà ma bọn họ thay đổi triệt để, đi làm người tốt. Tất cả các phương diện đều ràng buộc bọn họ. Cho nên mặc dù Diệp Lâm Quân hiện tại rất cường đại, đã làm phẳng hết thiên sách phủ. Nhưng có rất nhiều người không hài lòng với Diệp Lâm Quân. Bọn họ thà sống một cuộc sống liếm máu bằng lưỡi dao, như vậy rất thoải mái dễ chịu. Cũng không muốn đi theo Diệp Lâm Quân. Vì vậy sau khi lật lại để thảo luận, bọn họ đã làm phản. Họ giải cứu nhóm người Lâm Phi Dương và tiết lộ địa điểm để đảm bảo an toàn cho bọn họ ở Lạc Việt. Cuối cùng bọn họ sẽ rời khỏi Lạc Việt để đi đầu hàng các thế lực tà thần ở nước ngoài. Năm đó sau khi tà thần Hỏa Vân biến mất, một bộ phận người bị bức bách đến khu vực hoàn cảnh khắc nghiệt. Còn có một bộ phận người tương đương khác thì chạy trốn ra nước ngoài, bọn họ liên hợp rất nhiều cao thủ ở nước Ngô Ai thành lập một tổ chức khổng lồ. Biệt hiệu là Kinh Thánh. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều muốn đi nương nhờ vào Kinh Thánh. Đây mới là cơ sở bọn họ dám phản bội Diệp Lâm Quân. Yên tâm đi, các người đã cứu chúng tôi biết mài. Dưới sự bảo vệ của mấy người Lâm Phi Dương, những kẻ phản bội đó đã chạy trốn một cách an toàn. Không có người nào gây khó dễ cho bọn họ. Phỏng đoán phía sau có người phản ứng lại, bọn họ đều đã chạy trốn ra nước ngoài hết rồi. Lâm Phi Dương lại vẫy tay với hai người phó bình, đi thôi, chúng ta phải đi rồi. Đợi tôi đưa viện binh đến sẽ lập tức tới tìm Diệp Lâm Quân báo thù. Nhưng hai người phó bình vẫn không di chuyển bước chân rời đi mà đứng ở nơi đó do dự. Sao vậy, các người đang do dự à? Chẳng lẽ các người thật sự đã trở thành người phụ nữ của Diệp Lâm Quân rồi? Anh ta chính là đại ma đầu lớn nhất đấy. Các người theo anh ta làm gì? Giọng điệu của Lâm Phi Dương khàn khàn. Người đâu, đưa bọn họ đi. Lâm Phi Dương ra lệnh cho cao thủ của gia tộc cưỡng ép đưa hai người phó bình đi. Ngay sau đó, mấy người cùng Diệp Lâm Quân chạy tới. Ngăn chặn cuộc chiến này lại. Giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Kẻ phản bội đâu? Những người phản bội chúng ta đâu? Diệp Lâm Quân hỏi. Bảy tà thần lớn nhìn nhau, toát ra vẻ mặt khó sao vậy? Bọn họ đi đâu rồi?
Diệp Lâm Quân hỏi. Bọn họ đã đi ra nước ngoài và gia nhập vào tổ chức kinh thánh rồi. Tổ chức kinh thánh, đó là tổ chức gì vậy? Vẻ mặt Diệp Lâm Quân rất tò mò. Đó là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Kỳ thật năm đó dưới trướng tà thần, óc chừng có 13 vị tà thần. Ngoài ra 6 vị khác sau khi tà thần biến mất đã mang đi lực lượng mạnh nhất dưới trướng tà thần, ở nước ngoài liên hợp đông đảo các thế lực cường giả thành lập nên tổ chức kinh thánh. Nói thế này đi, tổ chức kinh thánh được các tổ chức nội bộ mạnh nhất của các nước ở nước ngoài cho là điều cấm kỵ. Các nước ở nước ngoài không dám chọc vào tổ chức đó. 7 tà thần lớn giải thích. Trong số 7 người chúng tôi, kiếm tà thần và hắc tà thần là 2 người mạnh nhất. Nhưng trong số 6 người đó, có 3 người mạnh hơn bọn họ. Đặc biệt vị mạnh nhất quả thực rất đáng n sợ nhắc tới vị đó, 7 tà thần lớn ở đây thi nhau biến đổi sắc mặt trở nên khó coi. Thậm chí còn hít ngược không khí lạnh. Diệp Lâm Quân lập tức hiểu được, vị đó mạnh đến mức nào. Có thể làm cho 7 tà thần lớn lộ ra sắc mặt rụt rè như vậy thì thật sự không đơn giản. Vị đó vô cùng gần gũi với tồn tại của tà thân Hỏa Vân. Ít nhất cũng phải có tới 8 phần thực lực, đối phó chúng ta tuyệt đối có thể nghiền ép. Kiếm tà thần nói. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, chạy cũng đã chạy rồi. Cũng không còn cách nào eo khác nữa, những kẻ phản bội này cũng không thể đảo lộn bất kỳ cơn bão nào, điều đáng sợ chúng ta phải đối mặt là tổ chức kinh thánh. Tôi sợ là tổ chức kinh thánh sẽ gây rắc rối cho chúng ta. 7 tà thần lớn tỏ ra vô cùng lo lắng. Sợ bọn họ làm gì? Huống chỉ nơi này là Lạc Việt. Ai dám đến, tôi sẽ khiến người đó phải chết. Diệp Lâm Quân không để chuyện này vào lòng. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Lý Tử Nhiệm. Đương nhiên còn có chuyện của thế lực đảo Đông Ca. Sự tồn tại của họ khiến anh trước mắt vẫn là ma đầu của Lạc Việt, là nhân vật mọi người đều hô đánh. Đây là danh tiếng xấu mà Diệp Lâm Quân có được. Từ sau khi Diệp Lâm Quân chạy trốn, toàn bộ từ trên xuống dưới Thiên Sách Phủ là một mảnh yên tĩnh. Cũng không ai dám nói chuyện nữa. Là bộ phận mạnh nhất của cổ võ. Lại chịu sỉ nhục như vậy, làm sao có thể chịu đựng được. Họ thậm chí không thể ngẩng đầu lên nữa. Bây giờ phải làm sao? Cứ để cho Diệp Lâm Quân càn rỡ như vậy sao? Nhưng Diệp Lâm Quân quá mạnh, cũng không biết anh ta có sự trợ giúp nào hay không, ai có thể dung chuyển được anh ta đây? Ngay cả Thiên Sách Phủ cũng phải bất lực bó tay chịu trói. Mấu chốt là Diệp Lâm Quân đã từ trốn thoát khỏi khóa xích rồng, mang đến cho bọn họ sự sỉ nhục. Cường giả của Thiên Sách Phủ cũng không có mặt mũi đi tìm Diệp Lâm Quân gây phiền toái. Hiện tại toàn bộ Lạc Việt đều chờ mong có người có thể đánh bại Diệp Lâm Quân. Càng chờ mong người đã từng đánh bại Diệp Lâm Quân trước đây ra tay lần nữa. Nhưng điều đó thật khó. Mọi người đều biết rõ điều đó. Đúng lúc này, sát thần bố y thứ hai thiên bảng lên tiếng. Anh ta đề ra chiến thư với Diệp Lâm Quân. Thời gian địa điểm Diệp Lâm Quân nhất định tới. Hãy đến với một cuộc đối đầu sinh tử. Diệp Lâm Quân thua thì phải chờ đợi xử lý của ông ta. Nếu ông ta thua, muốn chém muốn giết toàn bộ đều nghe theo Diệp Lâm Quân. Trong nháy mắt, toàn bộ Lạc Việt xôn xao. Mọi người thi nhau cổ vũ. Sát thần bố y, có thể đứng ra vào lúc này, không hổ là một đời tông sư. Bọn họ hy vọng sát thần bố y có thể một lần đánh bại Dương Hỏa Quân. Diệp Lâm Quân khi nhận được chiến thư thì cười cười. Sát thần bố y rất mạnh, nhưng lại sinh sai thời đại rồi. Nếu như cùng thời đại với chủ nhân, chưa hẳn là không thể cùng chủ nhân tranh phong. Hắc tà thần nói ra một câu như vậy. Chính là đánh giá lớn nhất về sát thần bố y. Ông ta là tồn tại có thể tranh phong với tà thần Hỏa Vân. Mạnh mẽ đáng sợ tiếp nhận chiến thư. Diệp Lâm Quân cười cười. Sau đó, tin tức Diệp Lâm Quân tiếp nhận chiến thư của sát thần bố y truyền ra ngoài. 3 ngày sau khi thỏa thuận, một trận chiến đã được tổ chức tại địa điểm chiến trường Đông Cảnh. Nơi này từng là nơi các quân nhân Lạc Việt chiến đấu với những kẻ xâm lược của Liên minh Chúa Tể. Diệp Lâm Quân chọn quyết chiến ở chỗ này, coi như là cho người đời một chút tác dụng cảnh tỉnh đi. Tin tức về trận chiến quyết định giữa hai bên lan rộng khắp thế giới. Tất cả mọi người đều đang mong đợi trận chiến này. Không ít nơi đều mở cuộc đánh cược xem trong hai người ai có thể thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước mắt mà nói, cơ hội thắng của sát thần bố y đang lớn hơn. Lạc Việt hô tiếng nhất trí, đều hy vọng sát thần bố y thắng. Sát thần bố y đứng thứ hai thiên bảng trước đây, hiện tại đã nhiều năm trôi qua rồi, thực lực càng ngày càng thâm hậu không lường được.
ai biết được ông ta đã đạt tới cảnh giới nào. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nó đại diện cho chính ta. Sắc mặt của Diệp Lâm Quân trông vô cùng bình tĩnh, không hề để tâm đến chuyện này. Anh quan tâm tới tình trạng Lý Tử Nhiệm hơn. Chỉ là, anh chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám xuất hiện trước mặt cô. Cô vợ yêu dấu ở ngay trước mắt mà Diệp Lâm Quân lại không thể đường đường chính chính đến gặp mặt. Bây giờ hai người gặp nhau chính là kẻ thù người sống ta chết. Loại cảm giác này rất khó chịu. Richard, anh sẽ không được chết tử tế đâu. Ánh mắt của Diệp Lâm Quân lộ ra vẻ sắc bén, thấp giọng lên tiếng từ chỗ Văn Hy anh biết được, chính Richard là người đã kích thích Lý Tử Nhiệm, cưỡng chế dung hợp ý thức của Hứa Chính Kiệt. Nếu không, Lý Tử Nhiệm còn có thể cứu được, chỉ cần hút ý thức của Hứa Chính Kiệt ra là được. Nhưng bây giờ anh cũng không thể làm gì được, đây đã trở thành ý thức của Lý Tử Nhiệm rồi. Đoàn đội của Tây Thiên Vương lúc này đã được Dưỡng Hạo Quân cứu ra và đang đi làm nhiệm vụ mà Diệp Lâm Quân giao phó. Vương! Richard với tùy tùng từ Lạc Việt âm thầm đi qua mấy nơi này. Tạm thời chưa tìm ra manh mối gì cả. Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Chỉ là khi rời đi mỗi người đều mang theo vật gì đó. Không biết đó là cái gì. Phía sau Richard là phòng thực nghiệm thần bí nhất, lớn mạnh nhất của đất nước Chiến Ưng. Tôi nghĩ có lẽ lần này bọn họ đến Lạc Việt là muốn lấy những thứ có liên quan đến thực nghiệm. Hoặc là vật chất hiếm có gì đó. Tôi sẽ mau chóng điều tra. Báo cáo của Tây Thiên Vương. Diệp Lâm Quân vuốt vuốt mũi, Richard đúng thật là đã nhân lúc hỗn loạn hất tay trên được một đống lớn. Anh ta khẳng định là nhằm vào thứ gì đó của Lạc Việt mới đến đây. Thật ra đây không phải hành động bồng bột nhất thời của bọn người Richard. Thậm chí có thể nói là bọn họ đã mưu tính chuyện này từ lâu rồi. Không lâu trước đây, Richard và phòng thực nghiệm sau lưng anh ta đã lập nên chúa tể của Đại quân Liên minh, sau đó điên cuồng tấn công muốn chiếm lĩnh Lạc Việt. Mấy người Tây Thiên Vương nói, đương nhiên chúng tôi biết việc này. Anh ta và phòng thực nghiệm sau lưng anh, ta muốn nuốt trọn cả một đất nước. Diệp Lâm Quân cười cười nói, một phòng thực nghiệm có lớn mạnh đến thế nào đi nữa, thì việc muốn nuốt trọn một đất nước, cũng chỉ là kẻ sỉ nói mộng. Vậy thì tại sao? Có người hỏi Diệp Lâm Quân. Có thể nói như thế này, phòng thực nghiệm sau lưng Richard có khả năng đang nắm giữ trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất toàn thế giới. Thứ mà bọn họ chủ tính sản xuất có khả năng là thứ chúng ta chưa từng biết đến. Cùng với đó, tài nguyên mà bọn họ cần chắc chắn cũng là thứ gì đó hiếm thấy trên toàn thế giới này. Tôi đoán bọn họ sở dĩ lập nên liên minh chúa tể tấn công Lạc Việt đại khái là vì muốn lấy được tài nguyên vật chất gì đó của Lạc Việt. Diệp Lâm Quân giải thích nói. Tây Thiên Vương lập tức kinh ngạc hô lên, nói, như vậy thì hợp lý rồi. Bọn họ một mực không từ bỏ. Lần này tìm được cơ hội tốt. Richard lập ra thế lực quốc tế, nhân cơ hội này tiến vào Lạc Việt, chính là vì muốn mang đi tài nguyên mà bọn họ cần. Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Nếu nói như vậy, lần này thứ mà bọn người Richard đem đi đã sớm được lập kế hoạch từ trước rồi. Thứ được đem đi chính là thứ lúc trước bọn họ chiếm được khi tấn công xâm chiếm Lạc Việt. Chỉ là đến cuối cùng cũng là hành động trộm cướp, số lượng mang đi được chỉ sợ cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Suy cho cùng nếu như đem đi tài nguyên với quy mô lớn sẽ dẫn đến sự chú ý của Thiên Sách Phủ. Tây, lấy tốc độ nhanh nhất điều tra xem bọn người Richard rốt cuộc mang đi thứ gì. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Đã dõi. Chuyện phiền phức cứ một, chuyện nối tiếp một chuyện tìm đến. Muốn bớt lo nghĩ một chút cũng không được. Diệp Lâm Quân cứ nhất định gặp phải một nhóm đồng đội ngu ngốc như heo nên đã dâng cho kẻ kịch quá nhiều cơ hội tốt. Các người nói xem. Richard có khả năng sẽ hợp tác với đảo Đông Ca không? Khứu giác nhạy bén của Diệp Lâm Quân đã ý thức được điều này. Có lẽ là có, còn có khả năng bọn họ đã thiết kế xong bước tiếp theo rồi. Mọi người sôi nổi nói. Một tên Richard đã đủ khiến người ta đau đầu, bây giờ lại thêm thế thực đảo Đông Ca lại nhúng tay vào. Hai kẻ này liên minh lại với nhau, quả thực quá khủng bố. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quá khủng bố rồi. Một kẻ đã có thể nháo đến trời long đất nở, hai kẻ cộng lại quả thật quá đáng sợ. Đột nhiên, Diệp Lâm Quân giống như nghĩ ra cái gì đó, không khỏi hướng về phía Thất Đại Tà Thần hỏi, các người nói thử xem có khả năng này hay không. Cái gì, bảy vị tà thần cùng lúc nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Người có khả năng bắt chước giả mạo tôi chính liệu có khả năng là người của tổ chức kinh thánh hay không? Bởi vì ngoại trừ các người và sư phụ ra, đại khái chỉ có công pháp của bọn họ là y hệt như vậy. Diệp Lâm Quân hỏi,
Trước kia anh đã từng nói qua với thất đại tà thần chuyện bản thân bị người ta bắt chước giả mạo. Chỉ là đối với sư phụ của chính mình, người mà thất đại tà thần cho rằng là tà thần Hỏa Vân anh chỉ nói sơ qua, không hề nhắc đến nhiều. Vấn đề này vừa được đưa ra, ngược lại khiến thất đại tà thần vô cùng sửng sốt. Lúc trước bọn họ chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Bây giờ Diệp Lâm Quân hỏi như vậy ngược lại khiến bọn họ có điều suy nghĩ. Bởi vì, người đứng đầu của tổ chức Kinh Thánh, cũng chính là người mạnh nhất trong 30 đại tà thần, gần gũi với tà thần Hỏa Vân nhất, tà thần U Minh. Tà thần U Minh và tà thần Hỏa Vân tu luyện cùng một loại công pháp. Được Diệp Lâm Quân nhắc nhở, bọn họ thoáng chốc đều giật mình nhớ ra điều này. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Chẳng lẽ thật sự là tà thần U Minh sao? Bởi vì lúc trước khi Diệp Lâm Quân bị hãm hại, kẻ đó không chỉ có công pháp vô cùng giống anh. Mà then chốt là, hắn đã giết chết rất nhiều cường giả siêu cấp, bao gồm cả cường giả trong thiên bảng. Đây không phải là bắt chước. Đây là biết một cách đầy đủ. Mà người biết được đến mức này ngoại trừ tà thần Hỏa Vân và Diệp Lâm Quân ra, chỉ còn có tà thần U Minh. Hình như thật sự có khả năng này. Nếu như thật sự là tà thần U Minh, vậy thì phiền phức rồi. Không biết được tà thần U Minh muốn làm gì. Thất đại tà thần đều lộ ra thần sắc trầm trọng. Diệp Lâm Quân gật gật đầu, tôi biết rồi. Nếu như tổ chức Kinh Thánh, thế lực đảo Đông Ca và Richard, ba bên cùng bắt tay hợp tác, vậy thì thật sự quá đáng sợ rồi. Chỉ là anh phải thăm dò thật cẩn thận mới được, phải đào ra thế lực đảo Đông Ca. Khi Diệp Lâm Quân còn đang nghiên cứu mọi việc, bên ngoài đã sục sôi hết cả lên rồi. Càng ngày càng có nhiều người phỏng đoán ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu giữa Diệp Lâm Quân và sát thần Bố Y. Căn cứ theo thống kê không được hoàn chỉnh cho lắm, số tiền được đổ vào để cá cược xem ai trong hai người sẽ là kẻ thắng cuộc đã lên đến con số nghìn tỷ rồi. Đây là điều trước nay chưa từng thấy. Nói không chút khoa trương, sẽ có rất nhiều người bình thường mượn trận đấu này để đổi đời thành tỷ phú. Không khí càng ngày càng náo nhiệt. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng và phú hào đã đến tàn tích của chiến trường phía đông từ lâu. Họ sợ nếu đến muộn, thì sẽ không lấy được đồ tốt. Còn có rất nhiều người ở nước ngoài vội vã chạy về Lạc Việt. Sát thần Bố Y lại đưa ra một đề nghị, lần quyết đấu này, là việc giữa ông ta và Diệp Lâm Quân. Bất luận là Diệp Lâm Quân thắng hay là thua, Thiên Sách Phủ đều không được có bất cứ hành động nào. Đối với đề nghị của sát thần Bố Y, Thiên Sách Phủ đã đồng ý. Không khí trước ngày đại chiến vô cùng đè nén. Thất đại tà thần đi đi lại lại ngoài phòng của Diệp Lâm Quân. Dù có thế nào bọn họ đều hy vọng Diệp Lâm Quân sẽ thắng. Suy cho cùng sát thần Bố Y cũng quá lớn mạnh. Hơn nữa bên ngoài có lời đồn, sát thần Bố Y tìm được một thần khí, có thể khiến sức chiến đấu của ông ta tăng thêm một cấp độ. Bọn họ đều muốn nghĩ cách giúp Diệp Lâm Quân, ví dụ như dâng lên tuyệt kỹ của chính mình, có thể giúp được cái gì thì giúp. Nhưng Diệp Lâm Quân lại không lo lắng lấy một chút. Trốn ở trong phòng một mực lật dở sách cổ. Anh đang tìm xem có cách nào có thể chữa trị cho Lý Tử Nhiệm hay không. Quyết đấu với sát thần Bố Y làm sao có thể quan trọng bằng chuyện này. Richard đang ở xa tận nước ngoài đang mở hội nghị qua video với thế lực đảo Đông Ca. Diệp Lâm Quân sống chính là một sự uy hiếp, thậm chí uy hiếp tạm thời còn lớn hơn cả giới võ đạo của Lạc Việt. Lần quyết đấu này hắn nhất định phải chết. Richard nói, chúng tôi cũng cho là như thế. Anh Richard đây có kế hoạch gì không? Đám người cầm đầu thế lực đảo Đông Ca đều hoàn toàn nhất trí. Sự đe dọa của Diệp Lâm Quân quá lớn. Dù cho bây giờ anh đang là mặt đối lập với Lạc Việt. Nhưng thực lực của anh quá khỏe quá mạnh. Thêm vào đó là 7 vị tà thân, đây chính là mối đe dọa lớn nhất. Phía Lạc Việt không có được mấy người tỉnh táo. Diệp Lâm Quân xem như là người duy nhất. Cũng là người quan trọng nhất. Cản trở được vô số kẻ địch, là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người. Cho nên Richard và thể lực đông đảo sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Khoảng cách trận chiến giữa Diệp Lâm Quân và sát thân Bố Y chỉ còn 2 ngày. Trong một tứ hợp viện hẻo lánh nào đó ở Kinh Thành. Trong sân nhỏ, có hơn 20 người đang ngồi ở đây. Người người khí chất bất phàm, đều là bá chủ một phương. Ánh mắt của họ đều mang theo một tia cồng nhiệt và sùng bái. Nhìn đến chỗ người đàn ông đang ngồi thưởng thức trà. Người đàn ông mặc áo choàng trắng, không nhuốm bụi trần. Diện mạo bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, cũng không có khí chất đặc biệt gì. Nhưng ai có thể ngờ rằng anh ta lại là sát thân Bố Y tiếng tăm lừng lẫy.
Đây cũng là lý do lớn nhất khiến anh ta có thể trốn vào kinh đô. Bởi vì anh ta chính là một người bình thường. Càng thích sống một cuộc sống hiện đại hóa hơn. Anh ta càng thích đồ đệ gọi mình là thầy chứ không phải sư phụ. Hơn 20 người ngồi phía dưới đều là đệ tử mà sát thần bố y thu nhận những năm gần đây. Có một số anh ta dạy võ công, một số dạy cách đối nhân xử thế, một số là dạy y thuật. Phàm là những người được sát thần bố y dạy đều trở thành những người tài giỏi trong xã hội. Bây giờ thầy của họ xuống núi, những người này đều đến đây. Thầy, đối chiến với Diệp Lâm Quân, người nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Phía dưới có người hỏi. Hỏi một câu mà cả thế giới đều muốn biết. Sát thần bố y có bao nhiêu chắc chắn? Sát thần bố y suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, trước đây chắc chắn 5 phần. Giây tiếp theo sát thần bố y cầm một thanh cổ kiếm. Vì không để bị quấy rầy, Diệp Lâm Quân đã đuổi 7 vị tà thần đi. Một mình anh ở trong sơn trang. Đọc sách cổ chỉ để tìm cách cứu Lý Tử Nhiệm. Nhưng đến nửa đêm, Diệp Lâm Quân nhân ra có sự dao động. Một tên, hai tên, ba tên. Ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện trong sơn trang và không ngừng tăng lên. Đây là điều mà Diệp Lâm Quân không thể ngờ tới. Bây giờ vẫn còn có người đến tìm anh gây chuyện sao? Đến Thiên Sách Phủ cũng không dám. Bùm, răng rác, bù mồ, răng rác, từ bên ngoài tràn vào vô số cao thủ, trực tiếp tiến thẳng đến giết Diệp Lâm Quân. Từng thanh đao của võ sĩ lóe lên ánh sáng chói lóa, hào quang sáng rực khủng khiếp, đan vào nhau thành lưới. Xôn Diệp Lâm Quân vào đường chết, võ sĩ đông đảo. Diệp Lâm Quân tự lẩm bẩm. Dù tất cả những người này đều mặc đồ đen, thì họ đều là cường giả trong thất trọng thiên, còn là hợp lực để tấn công. Kinh khủng như vậy, đáng chết. Diệp Lâm Quân thét lên, sức mạnh vô song không ai địch nổi được bộc phát ra khỏi cơ thể. Răng rác, những thanh kiếm trong tay võ sĩ đông đảo gãy tan tành. Bụp, bụp, bọn họ từng người bay ra ngoài. Đây là một sức mạnh mà bọn họ chưa từng gặp trước đây. Thật mạnh, nhiều cao thủ bên ngoài trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nhưng họ đều không sợ lần này tới đều là tử sĩ. Bọn họ đều chưa từng nghĩ tới sẽ sống sót trở về. Có thể khiến hắn bị trọng thương thì bị trọng thương. Không thể trọng thương thì ít nhất phải tổn thương. Cho dù không tổn thương, thì ít nhất cũng phải tiêu hao. Tất cả các cao thủ đều ôm ý nghĩa này mà đến. Diệp Lâm Quân ra khỏi gian phòng, nhìn thấy trong sân đứng rất nhiều người. Trên nóc nhà và quanh tường có rất nhiều cao thủ. Không thấp hơn thất trọng thiên. Bát trọng thiên có thể so sánh với thiên địa bảng của Lạc Việt, cái gì cần có đều có. Ngoài các võ sĩ đông đảo còn có những kẻ siêu năng và cường giả biến dị. Thậm chí còn có những cỗ máy mạnh và vũ khí công nghệ hiện đại. Thế trận lớn như vậy, lúc trước Thiên Sách Phủ vây quét Diệp Lâm Quân cũng không có được như thế này. Đội hình này quá mạnh. Trước nay chưa từng có. Nhưng ai có thể ngờ rằng đội hình như vậy chỉ để tiêu hao sức lực của Diệp Lâm Quân. Đây là kế hoạch của Richard và thế lực đông đảo. Trong trận chiến quyết định này, Diệp Lâm Quân phải chết. Vì vậy họ phải làm mọi thứ có thể khiến Diệp Lâm Quân chết. Vì vậy vào đêm trước trận chiến quyết định, Richard và thế lực đông đảo phải bỏ ra một cái giá rất lớn phái ra một, số lượng lớn cao thủ đến tiêu diệt Diệp Lâm Quân. Kết quả tốt nhất họ mong muốn là giết chết Diệp Lâm Quân. Không giết được thì ít nhất cũng phải khiến Diệp Lâm Quân bị thương nặng. Bất luận có làm gì đi nữa, cũng phải khiến Diệp Lâm Quân không có được trạng thái tốt nhất để đến đấu với sát thần bố y. Đặc biệt, Richard và thế lực đông đảo đã phái ra những con át chủ bài, bỏ ra một cái giá lớn để tiêu diệt Diệp Lâm Quân. Tuyệt đối không phải để anh chỉ bị thương nhẹ được. Ít nhất cũng phải là một vết thương tầm trung. Cho nên làm theo cách này, Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ chết trong trận chiến với sát thần bố y vào ngày mèo. Đây cũng là lý do tại sao sau khi nghe Richard đề xuất kế hoạch, thế lực đông đảo bất ngờ và không đồng ý. Bởi vì kế hoạch này sẽ trực tiếp tiêu hao một nửa thậm chí là nhiều hơn một nửa lực lượng cuối cùng của họ. Dù là ai cũng không nguyện ý. Cho nên họ đã phản ứng rất gay gắt. Hơn nữa bên Richard cũng đưa ra một nửa lực lượng. Cái giá phải trả quá lớn. Nhưng để tiêu diệt Diệp Lâm Quân, họ không màng đến bất cứ giá nào. Bây giờ tới đối phó với Diệp Lâm Quân là một nửa thế lực đông đảo và một nửa lực lượng do Richard phái đến. Vì vậy, đội hình này quá là phô phương rồi. Để làm trọng thương Diệp Lâm Quân, họ đã biến những cao thủ này thành tử sĩ. Tất cả chỉ tồn tại duy nhất một ý thức, đó là giết chết Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân đối mặt chính là một đám điên.
những kẻ điên không còn gì. Chúng ta bỏ ra một cái giá quá lớn, Diệp Lâm Quân ít nhất phải bị thương nặng đúng chứ? Đó là những gì trong lòng họ nghĩ. Rốt cuộc, thế lực đông đảo đã bỏ ra một nửa lực lượng của họ. Richard cũng lấy ra một nửa át chủ bài của mình. Họ cũng cho mỗi vị cao thủ uống một loại thuốc đặc chế. Để họ biến thành tử sĩ. Sức mạnh chiến đấu tăng lên, thậm chí là điên cuồng. Với một đội hình xa xỉ như vậy, họ không cầu giết được Diệp Lâm Quân, thậm chí là khiến anh bị trọng thương. Mà chỉ yêu cầu anh bị thương ở tâm trung. Chỉ thế thôi. Có thể thấy Diệp Lâm Quân mạnh mẽ đến nhường nào, đối với họ có nguy hiểm đến mức nào. Trong Sơn Trang, hàng trăm nghìn cường giả nổi điên và cùng tiến lên giết Diệp Lâm Quân. Một trận chiến trước nay chưa từng có đang diễn ra. Trận chiến này khốc liệt hơn nhiều so với núi Thiên Đấng. Diệp Lâm Quân vẫn lẻ loi một mình. Chỉ có điều đối thủ đã mạnh hơn rất nhiều. Mà lại càng điên cuồng. Một số rõ ràng đã bị đánh gục, cuối cùng vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Đó là tác dụng của thuốc. Điều này quá kinh khủng. Ai có thể chịu đựng được. Cho dù mạnh mẽ những Diệp Lâm Quân cũng phải nghiêm túc đối chiến. Bị thương rồi. Ở trong cường độ này, Diệp Lâm Quân không thể chịu nổi mà bị thương rất nhiều. Giết! Giết! Diệp Lâm Quân dần dần bị những kẻ này chọc giận và sát tâm nổi dậy. Hơn nữa đây đều là kẻ thù. Diệp Lâm Quân đại khai sát giới. Máu chảy ròng ròng, xác chết chất thành núi, mùi máu tanh nồng nặc lan ra phạm vi mấy ngàn mét. Sơn Trang bị san bằng trước, lại bị đánh đến mặt đất nứt toác, tạo thành một cái hố lớn. Trong hố chất đầy xác chết. Chết rồi. Các tử sĩ do Richard và đông đảo phái đến toàn bộ đều chết hết. Không một ai sống sót rời đi. Hừ, hừ, hừ. Diệp Lâm Quân ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, người bê bết máu. Kẻ địch có, của mình cũng có. Dưới sự tấn công điên cuồng của kẻ thù, Diệp Lâm Quân cũng bị thương nặng. Nhưng còn lâu mới chết, chỉ tiêu hao nhiều thể lực rất nhiều. Đây là lần thứ hai Diệp Lâm Quân bị thương nặng như vậy sau khi gặp sư phụ. Cuối cùng đám người Richard đã phải bỏ ra một cái giá quá lớn. Không biết những cao thủ ở bên Richard có bao nhiêu, nhưng đối với thế lực đông đảo mà nói, là một nửa ồ. Không khoa trương khi nói rằng lần này cái giá mà Richard bọn họ phải trả gấp hàng chục, hàng trăm lần so với việc thành lập liên minh chúa tể để tấn công Lạc Việt. Không giống nhau chính là trước kia đối phó một quốc gia. Hiện tại đối phó chỉ có một người. Một người so với một quốc gia. Ha ha ha, mục đích đạt được. Mục đích của chúng ta đã đạt được, mong chờ ngày mai. Ngày mai Diệp Lâm Quân không thể nghi ngờ gì nữa, anh ta nhất định sẽ chết, trừ phi anh ta không đến tham chiến. Richard bọn họ rất mong chờ vào trận chiến ngày mai. Chủ nhân, khi bảy vị tà thần tới nhìn thấy Diệp Lâm Quân bị thương nặng như vậy, ai ai cũng bị sốc. Cái dạng gì mà lại có thể làm cho Diệp Lâm Quân bị thương như thế này, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến xác người chất thành núi cũng đã hiểu. Đã có một trận chiến khốc liệt. Tôi không sao. Diệp Lâm Quân lắc đầu võ sĩ của đông đảo. Tại sao họ lại tấn công anh một cách điên cuồng như vậy? Mọi người khó hiểu hỏi. Kiếm tà thần thở dài, bọn họ sớm đã tính kế xong rồi. Còn muốn dồn chủ nhân nhỏ vào chỗ chết. Mấy kiếm tà thần khác cũng lần lượt phản ứng lại kêu lên, chẳng lẽ là vì quyết chiến ngày mai với sát thần bố y? Đúng vậy, bọn họ bỏ ra cái giá lớn như vậy để giết chủ nhân nhỏ. Cho dù giết không được cậu ấy, cũng làm cậu ấy bị thương, cho nên trong cuộc quyết đấu ngày mai, chủ nhân nhỏ chắc chắn sẽ thua. Mặc người sâu xé, đây chính là đường chết. Kiếm tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Này, này thật không công bằng. Chủ nhân nhỏ đã bị thương nặng thành như vậy, như thế nào đấu với sát thần bố y? Nói một câu không dễ nghe, cho dù chủ nhân nhỏ ở trạng thái sung mãn nhất cũng chưa chắc là đối thủ của sát thần bố y. Đừng nói tới bây giờ trong tay anh ta đang có kiếm thần tang khung, còn mở được nó ra. Tỷ lệ thắng của chủ nhân nhỏ rất rất thấp, bây giờ còn đáng sợ hơn. Chủ nhân nhỏ bị thương thành như vậy. Theo tôi thấy chúng ta không thể đấu được đâu. Một giọng nói yếu ớt vang lên, không được, nhất định phải đấu. Bảy vị tà thân nhìn sang, Diệp Lâm Quân ánh mắt đầy kiên định. Chủ nhân nhỏ không được, với tình hình hiện tại đi gặp sát thần bố y là tự tìm đường chết. Đúng vậy, căn bản không đánh lại, thanh danh bị kéo xuống không nói, còn có thể sẽ chết. Bảy vị tà thần kiên quyết không cho Diệp Lâm Quân đi. Kiếm tà thần thở dài, đúng vậy.
Những người bên Đông Đảo bỏ ra cái giá cao như vậy để làm tiêu hao sức mạnh của cậu như vậy, bọn họ tính không để cậu sống sót. Nói không chừng bọn chúng còn có kế hoạch hoạch khác. Đúng vậy, đám tiểu nhân Đông Đảo này nhất định có chiêu sau nữa. Yêu tà thần thậm chí nói, nếu không thì chúng ta cùng sát thần bố y thương lượng một chút. Để trận quyết chiến này hoãn lại một thời gian. Không thể, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp với bọn người này. Một khi chúng ta mở miệng, bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta đang sợ hãi. Một tia quyết tâm lóe lên trong mắt kiếm tà thần, nếu không được thì để tôi đi, được không? Kiếm tà thần tuy rằng biết bản thân không có khả năng thắng, nhưng nếu sử dụng một ít công pháp cực đoan, chưa chắc không thể cùng sát thần bố y chiến đấu một phen. Bảy vị tà thần. Diệp Lâm Quân thanh âm vang lên. Có. Bảy vị tà thần đứng ở trước mặt Diệp Lâm Quân. Nghe mệnh lệnh của tôi. Tất cả cứ theo kế hoạch, ngày mai đến chiến trường phía đông. Vâng. Bảy vị tà thần chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Ngày thứ ba. Đáng giá để Lạc Việt thậm chí cả thế giới sôi sục. Trận chiến đỉnh điểm đã đến. Hầu như các nhân vật có máu mặt đứng đầu Lạc Việt đều có mặt. Ngoại trừ Cửu Châu Huyền Tôn vẫn đang bế quan. Tất cả những người khác có thể đến được đều có mặt. Dựa theo yêu cầu của sát thần bố y, Thiên Sách Phủ cùng với các cường giả của tộc Bảo Long đều không có xuất hiện. Họ chỉ có thể hiểu được tình hình hiện tại, nhưng không thể có bất kỳ động thái can dự nào. Điều này thể hiện sự công bằng và chính đáng. 3 giờ trước trận đấu, một tin tức bùng nổ được đưa ra. Nam đế của thiên bảng đệ nhất đã rời núi. Ông ta vậy mà thực sự đến tham dự. Hơn nữa ông ta đã sớm đến địa điểm phía đông chiến trường. Tuy nhiên vẫn chưa có ai nhìn thấy qua khuôn mặt của Nam đế, căn bản không biết Nam đế ở vị trí nào. Nhất là có hàng trăm nghìn người đến xem trận đỡ ớ sắc yêu.ai biết được ông ta là người nào trong đó tin tức được phát ra và toàn bộ mọi người đều xôn xao. Đó là thiên bảng đệ nhất đó, trên cả sát thần bố y và Cửu Châu Huyền Tôn. Theo những cường giả đã xuất hiện từ trước, Nam đế chính là phong trần, mạnh nhất. Hơn nữa, người này vô cùng thần bí, dấu vết tung tích của ông ta thậm chí Thiên Sách Phủ hay Thiên Cơ Các đều không biết được. Có thể coi như là biến mất trong một thời gian dài. Không ngờ lại xuất hiện trong trận chiến quyết định này. Khiến cho trận quyết chiến này càng thêm đặc sắc. Ai cũng phải thốt lên, kích thích quá. Không chỉ có vậy, các nhóm siêu cấp cường giả của Đông Đảo, Tinh Quốc cũng đến xem. Thậm chí còn có một số đại sư thuật pháp tồn tại trong truyền thuyết hay là ở trên những bức tranh treo trong nhà cũng lần lượt xuất hiện. Cuộc đọ sức này đã làm bùng nổ tất cả các nhân vật cấp viễn cổ. Trận chiến này trước nay chưa từng có. Ở trung tâm chiến trường phía đông, sát thần bố y cùng các học trò đã đến từ sớm. Sát thần bố y ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau lưng anh ta, học trò đang cầm kiếm thần tang khung. Trong đám đông, Richard cùng thế lực Đông Đảo đang theo dõi và chờ đợi. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ đã dự tính trước. Họ đã chiến thắng rồi. Diệp Lâm Quân đã bị thương thành như vậy, đừng nói là đánh với sát thần bố y, anh có đến được hay không còn là một vấn đề. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay chính là đến đây xem trò cười. Hoặc là nói, đến thêm dầu vào lửa. Diệp Lâm Quân hôm nay chắc chắn sẽ thua. Nhưng có thể sát thần bố y sẽ không giết anh. Một khi chuyện này xảy ra, các võ sĩ giải rác có mặt sẽ bất chấp để giết Dương Quân Lâm. Không cho anh có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Từng giây từng bụp trôi qua. Chẳng bao lâu nữa trận quyết chiến sẽ bắt đầu. Chỉ là bóng dáng Diệp Lâm Quân chưa hề xuất hiện. Không lẽ Diệp Lâm Quân không tới? Có người hỏi. Lúc này, sát tân bố y mới mở mắt ra nói, không phải, anh ta tới rồi. Tới rồi, toàn trường ồ lên, mọi người sôi nổi nhìn qua đi. Diệp Lâm Quân ở đâu đâu? Cuối tầm mắt. Diệp Lâm Quân đi ở phía trước, 7 vị tà thân theo ở phía sau. Một hàng 8 người chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân xuất hiện, xung quanh hoàn toàn sôi trào. Mọi người phẫn nộ trừng mắt nhìn 8 người Diệp Lâm Quân. Ở trong mắt mọi người, bọn họ là ác mai, bọn họ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Bọn họ tồn tại chính là sai lầm lớn nhất. Bọn họ tới thở cũng không được. Cho dù tất cả mọi người không hề bị Diệp Lâm Quân hay là 7 vị tà thân từng làm bị thương dù chỉ một chút, nhưng vẫn đều thù ghét bọn họ. Cùng ôm hận thù với những người khác, hận không thể lột da rút gân. Nếu như hỏi tại sao bọn họ lại như vậy, thì đến chính bọn họ đều cũng không biết vì sao. Rất nhanh 7 vị tà thần đã dừng lại, Diệp Lâm Quân lập tức đi lên phía trước. 7 vị tà thần mặt đầy lo lắng.
Diệp Lâm Quân bị thương thành như vậy. Phải đánh như thế nào? Bảy người đều sốt ruột muốn chết. Các trinh thám trong đám đông cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy bộ dạng này của họ Diệp Lâm Quân bị thương nặng. Diệp Lâm Quân kéo thân thể bị trọng thương tới rồi. Tới rồi, nhìn thấy Diệp Lâm Quân tới, sát nhân bố y hỏi hai người giống như những người quen cũ. Bắt đầu đi, đánh nhanh một chút tôi còn chút chuyện khác. Diệp Lâm Quân thúc giục. Một lời nói khiến cho học trò sau lưng sát nhân bố ý đều tức giận. Diệp Lâm Quân thái độ này căn bản là không hề xem trọng trận quyết đấu này. Đây là không để thầy của bọn họ vào trong mắt. Đáng chết, Diệp Lâm Quân anh kiêu ngạo cái gì? Chờ một chút, thầy tôi sẽ khiến cho anh biết cái gì gọi là cường giả. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân anh nhất định phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Hách Phú Hưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Oe nhồ. Bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất đều rung động. Như là đang xuất hiện động đất, tất cả mọi người đều bị chấn động hoảng sợ. Sát thần bố y đột nhiên đứng lên khỏi mặt đất. Mặt đất dưới chân bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Đây là thiên bảng thứ hai. Bù pi. Sát thần bố y một quyền đánh ra. Một quyền này thế nhưng đã vượt qua vận tốc âm thanh. Uy lực không thua gì chiến máy bay chiến đấu cất cánh trong nháy mắt, phía sau phóng ra một làn khói trắng. Một vòng xoáy khổng lồ hình thành giữa không trung. Sức mạnh khủng khiếp lan tỏa xung quanh. Mặt đất càng lúc càng chấn động, nứ ra những khe hở khổng lồ, lan ra xung quanh như mạng nhện. Sức mạnh của một cú đấm, quá khủng khiếp. Uy lực của một quyền, lại khủng bố như vậy. Xung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới Diệp Lâm Quân cùng sát thần bố y mới vừa mới gặp mặt đấp liền trực tiếp ra tay. Còn nữa, sát thần bố y này cũng quá mạnh đi. Một quyền vừa rồi uy lực quả thực rất có sức hủy diệt. Tốc độ vượt qua rào cản âm thanh, là tốc độ siêu âm. Uy lực có thể tưởng tượng ra được. Này, sát thần bố y muốn dùng một chiêu trong nháy mắt hạ gục Diệp Lâm Quân an. Mọi người xem xung quanh đều choáng váng. Hóa ra không phải chỉ một mình Diệp Lâm Quân muốn tốc chiến tốc thắng, mà sát thần bố y càng muốn tốc chiến tốc thắng hơn. Oanh! Diệp Lâm Quân không cam lòng yếu thế cũng đánh ra một quyền. Hai quyền hung hăng va chạm với nhau. Giống như hỏa tỉnh đâm địa cầu. Răng rắc! Diệp Lâm Quân sau đó ngã xuống đất, mặt đất rung chuyển, đất núi rung chuyển. Bụp! Trong miệng phun ra máu tươi. Cơ thể bị trọng thương của anh không thể nào chịu nổi sức mạnh của sát thần bố y, bảy vị tà thần đều nhắm mắt lại. Họ không dám nhìn. Trận chiến này chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ thua, ổ sát nhân bố y quá mạnh, làm sao Diệp Lâm Quân có thể đánh lại với một cơ thể bị trọng thương tới như vậy. Ha ha ha, xem ra thầy đều không cần dùng tới kiếm thần tang khung cũng có thể đánh bại Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân ở trước mặt cường giả liền không chịu nổi một chiêu. Mọi người đều cười. Phải không? Sát thần bố y trong một thoáng ngây người. Một quyền cũng không ngăn được. Nhưng anh ta cũng không thắc mắc nhiều, tiếp tục tấn công. Que nhít. Lại là một quyền đột phá tốc độ âm thanh. Bụp. Lần này Diệp Lâm Quân không chút sức lực chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng khi ngã xuống đất sau, Diệp Lâm Quân rất mau chóng đứng lên, xoa xoa khóe miệng đầy máu tươi, cười nói, tiếp đi. Que nhồ. Oanh. Liên tiếp mấy quyền. Diệp Lâm Quân lần lượt bị đánh bay ra ngo, tình trạng vết thương tiếp tục lại nặng thêm. Trận đấu này không hấp dẫn như mọi người vẫn mong đợi. Không có cảnh hai bên so tài qua lại. Đây hoàn toàn là một màn độc đấu của sát thần bố y, toàn bộ trận đấu Diệp Lâm Quân đều bị sát thần bố y nghiền nát. Căn bản là không có một chút sức lực để đánh trả. Diệp Lâm Quân bị đánh liên tục. Nhưng điều làm mọi người khiếp sợ là sau mỗi lần bị đánh ngã Diệp Lâm Quân luôn đứng dậy được. Giống như con rán đánh hoài không chết, dù cho sát thần bố y có mạnh đến đâu thì anh cũng sẽ không gục ngã. Sức sống bền bỉ chỉ cần anh có thể đứng lên, có nghĩa là anh sẽ không bị đánh bại. Hả, thế này còn không chịu thua, mọi người đều bị sự ngoan cường của Diệp Lâm Quân làm cho khiếp sợ, sát thần bố y quá cường đại. Diệp Lâm Quân cũng quá mạnh mẽ ẽ, sát thần bố y nhìn Diệp Lâm Quân trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thế này còn không chịu ngã xuống, Diệp Lâm Quân, anh dừng lại. Còn như vậy nữa anh sẽ chết đó. Sát thần bố y nhìn không được mà nhắc nhở. Diệp Lâm Quân nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị anh đánh chết mất. Nhưng Diệp Lâm Quân yếu hơn anh nghĩ rất nhiều. Có vẻ thật sự không cần dùng tới kiếm thần tang khung. Bảy vị tà thần vân luôn cúi găm mặt. Thứ nhất, họ cảm thấy đau lòng cho Diệp Lâm Quân, rõ ràng thân đã bị trọng thương nặng còn bị sát thần bố y đánh tới như vậy.
Thứ hai họ cảm thấy mất mặt. Diệp Lâm Quân chiến đấu như vậy anh mất mặt mà họ càng mất mặt hơn. Thậm chí có người không nhìn được muốn nói ra sự thật Diệp Lâm Quân bị thương, nhưng vẫn là nhìn xuống. Nói ra cũng sẽ không ai tin. Ngược lại chỉ sẽ khiến bọn họ càng thêm chế giễu thêm mà thôi. Sẽ cho rằng là họ đang viện cớ cho sự thất bại này. Richard cùng gián điệp của thế lực đông đảo đang lộ ra nụ cười quái dị. Bọn họ biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Diệp Lâm Quân xuất hiện chính là tự đi vào chỗ chết. Anh như vậy làm sao để thể thắng? Thế suy sức yếu mà thôi. Những người khác khi thấy Diệp Lâm Quân bị đánh như thế này, sự quá là quá sảng khoái không nói nên lời. Thủ lĩnh tà thân này chính là đáng chết. Kiêu ngạo lâu như vậy, thật sự cho rằng không ai có thể khống chế được anh sao? Đó là do sát thần bố y chưa ra tay. Nếu không anh đã chết từ lâu rồi. Diệp Lâm Quân nhất định thất bại. Diệp Lâm Quân nhất định thất bại. Giết hắn, giết hắn. Xung quanh là tiếng hoan hô cổ vũ, tiếng la hét của hàng trăm người có thể so với sấm sét. Hôm nay sẽ là ngày chính phái đánh đổ tà thần. Richard và những người trong thế lực đông đảo ở nước ngoài xa xôi, người thì uống trà, người thì uống cà phê, suýt nữa là ăn mừng tại chỗ rồi. Mọi người trong thiên sách phủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sát thần bố y đã giúp họ lấy lại mặt mũi. Bùm! Sát thần bố y lại cho Diệp Lâm Quân một đấm bay ra ngoài. Diệp Lâm Quân lại một lần nữa bỏ dậy. Thu tay lại đi, tôi có thể cầu xin thiên sách phủ không giết anh, để anh ở lại bên cạnh tôi, cho đến khi anh ăn năn sám hối, thoát khỏi tà ma ngoại đạo. Sát thần bố y không muốn Diệp Lâm Quân cứ như thế chết đi. Lần nữa khuyên bảo Diệp Lâm Quân dừng tay, nhưng mục đích chính là muốn Diệp Lâm Quân đầu hàng. Không có hai chữ thất bại trong từ điển của Diệp Lâm Quân này. Trừ khi anh đánh chết tôi. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Đừng nhìn anh người đầy máu, hơi thở yếu ớt như thể sắp chết tới nơi. Nhưng điều đó lại làm cho người khác cảm giác rằng anh đang tràn đầy tinh thần chiến đấu, có vẻ còn đáng sợ hơn khi nãy. Diệp Lâm Quân này sao đánh thế nào cũng không chết thế. Anh ta là loài người sao? Những người đứng đầu thế lực đông đảo thông qua thực thời quan sát, đều đang sững sờ. Richard mỉm cười, biết sức uy hiếp của Diệp Lâm Quân lớn như thế nào rồi chứ? Thật là khủng khiếp, cũng may là ngài Richard đã nghĩ ra kế hoạch này. Nếu không với toàn sức lực của Diệp Lâm Quân, sát thần bố y thật sự không thể giết được hắn. Đúng vậy, có thể anh, ta sẽ thua, nhưng muốn giết chết anh ta sẽ rất khó. Richard nở nụ cười, tôi tiếp xúc với anh ta cũng lâu rồi, biết anh ta kinh khủng tới mức nào, không làm như vậy căn bản không thể trừ khử được anh ta. Bùm, bùm. Dưới những cú đánh nặng nề Diệp Lâm Quân ngã xuống hết lần này đến lần khác. Bùm. Cuối cùng lần này anh chỉ còn lại một chút sức lực. Không thể đứng dậy được nữa. Thu tay đi, chỉ cần tôi ra thêm một quyền nữa thì anh chết chắc. Sát thần bố y cũng không đành lòng. Sống hay chết chỉ là cùng một ý nghĩa của anh ta. Chỉ cần Diệp Lâm Quân chịu thua, anh ta nhất định sẽ dừng tay lại. Tha cho anh một mạng. Giết anh ta, giết anh ta. Hàng trăm ngàn người đồng thanh hét lên. Khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập vui sướng cùng điên cuồng. Chính phái bọn họ đã thẳng, tà đạo đã thua ổ dưới mí mắt họ, thế lực tà thần đã hoàn toàn bại trận. Thấy Diệp Lâm Quân im lặng, sát thân bổ y từ từ giơ nắm đấm lên. Cơ hội anh ta cũng đã cho, trong mắt tất cả mọi người ở đây, bao gồm bản thân sát thân bổ y. Mọi người đều nghĩ Diệp Lâm Quân muốn chết. Hoàn toàn không thể có khả năng sống sót. Thiên sách phủ cũng không muốn bắt lấy Diệp Lâm Quân để buộc anh ta nói ra bí mật về tà thần Hỏa Vân nữa. Diệp Lâm Quân mà còn sống dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ là một mối đe dọa ồ giết đi là tốt nhất. Tôi không nhịn được nữa. Tôi không muốn cho mắt nhìn chủ nhân nhỏ bị giết. Kiếm tà thần chịu không nổi muốn cứu người. Tôi cũng vậy, không muốn nhìn thấy chủ nhân nhỏ chết. Cứ như vậy mà chết quá uất nghẹn rồi rồi. Đúng vậy, sát thân bố y đây chính là thắng không vinh quanh. Chủ nhân nhỏ chưa chắc là yếu hơn anh ta. Huyết tà thần cùng độc tà thân lần lượt nói. Không được, chủ nhân nhỏ nhất định không muốn chúng ta nhúng tay vào. Cho dù có chết thì cũng là quan mình chính đại. Đây là trận đấu của hai người, công bằng công chính. Bất kể đối phương có dùng thủ đoạn gì, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Hắc tà thần kịp thời ngăn cản mấy người họ. Thật nực cười mài luôn miệng nói chúng ta là tà ma ngoại đạo, nói chủ nhân nhỏ là đại ma đầu. Nhưng cuối cùng người tuân thủ được công bằng công chính lại là chúng ta. Kiếm tà thần bất lực thở dài. Bây giờ 7 người bọn họ liên thủ ra tay chắc chắn có thể dẫn Diệp Lâm Quân rời đi.
nhưng họ không thể làm như vậy được. Ngay cả khi Diệp Lâm Quân chết trong trận đấu, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Họ tôn trọng các quy tắc của trận đấu. Tuyệt đối không làm xáo trộn điều gì dù là nhỏ nhất. Nhưng bọn họ biết trong đám người đang vây xem này, không biết có bao nhiêu nhân sĩ chính phái đang trò Diệp Lâm Quân chết. Ngay cả khi sát thần bố y không giết Diệp Lâm Quân, họ cũng sẽ lao vào giết Diệp Lâm Quân. Đây là đám người luôn miệng nói danh ngôn chính phái. Cái gì, Diệp Lâm Quân sắp chết? Văn Hy đang trông chừng đoàn Lê Nguyệt thì nhận được tin tức, cô ta đã bị dọa cho khiếp sợ. Diệp Lâm Quân sẽ thua cuộc như vậy sao? Sát thần bố y thực sự khủng khiếp như vậy sao? Diệp Lâm Quân, anh ấy làm sao vậy? Vừa hay bị Lý Tử Nhiệm nghe được. Vốn dĩ Lý Tử Nhiệm tính tình ôn nhu, giờ đây khí tức thay đổi mạnh mẽ, sát ý nghiêm nghị. Diệp Lâm Quân ở đâu? Mau đưa tôi tới đó. Lý Tử Nhiệm đôi mắt đỏ lên, khí thế như tu la từ địa ngục sống dậy. Được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi xem L. Văn Hy quá lo lắng cho sự an toàn của Diệp Lâm Quân. Hiện tại, cô ta chỉ có thể đưa Lý Tử Nhiệm đi gặp Diệp Lâm Quân. Còn chuyện hai người gặp nhau sẽ làm sao, bây giờ cô ta không nghĩ tới. Trước mắt cô ta không muốn Diệp Lâm Quân chết. Trên chiến trường, tiếng ồn ào nói Diệp Lâm Quân chết đi càng ngày càng lớn. Giống như tiếng sét đánh xuống. Họ muốn tận mắt nhìn thấy đại ma đầu mất mạng, đây chắc chắn là sự kiện vui sướng nhất trong cuộc đời của họ. Sát thần bố y giơ nắm đấm lên cả nửa ngày, nhưng trước sau gì cũng không đành lòng. Cứ như vậy xóa bỏ một cường giả Đại Việt, tổn thất lớn biết bao. Cho dù anh có là truyền nhân của tà giáo, chỉ cần anh hồi tâm chuyển ý, hối cải thì vẫn còn kịp. Hả? Giây tiếp theo, sát thần bố y sợ ngây người. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bởi vì Diệp Lâm Quân lại lần nữa giấy giụa đứng lên. Anh chỉ còn lại một, chút hơi thở, thế nhưng lại đứng lên rồi. Bảy vị tà thần cơ hồ đều muốn hét lên. Xem ra chủ nhân nhỏ cho dù có chết cũng sẽ đứng lên, chứ tuyệt đối không bao giờ nằm bò ra đó hoặc quỳ xuống. Giọng của kiếm tà thần run run, người như vậy mới đủ tư cách làm chủ nhân của họ. Diệp Lâm Quân cười tà mị, tới đi, tiếp tục. Sát thần bố y cảm thán nói, này, nếu anh không đi lên con đường ngoại đạo, thì chắc chắn sẽ là một đại anh hùng đấy. Thật đáng tiếc. Lúc này đây, anh ta sẽ không lưu tình nữa. Muốn giết chết Diệp Lâm Quân. Bây giờ mới là chính thức bắt đầu. Diệp Lâm Quân cười, nụ cười rất quỷ dị. Răng rắc, nhìn đến bộ dáng Diệp Lâm Quân như thế này, trong lòng sát thân bố y liên trầm xuống. Một loại dự cảm xấu lan tràn ở trong lòng. Những người khác nhìn đến bộ dáng này của Diệp Lâm Quân, cũng đều là đồng thời sửng sốt. Tình cảnh này của Diệp Lâm Quân giống như hồi quang phản chiếu, có chút gì đó kỳ quái. Mọi người đều không biết nó là cảm giác như thế nào. Giống như Diệp Lâm Quân đã nói, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Giết! Sát thần bố y gạt đi những suy nghĩ phức tạp qua một bên, tiếp tục đánh ra một quyền. Một quyền này so với trước kia tàn nhẫn hơn nhiều. Một quyền này đánh ra giống như được xuất ra từ một vũ khí hạng nặng. Xung quanh không khí xuất hiện một vòng xoáy, giống như một đám mây hình nấm. Nếu nói những quyền được xuất ra nãy giờ mang tốc độ của sóng siêu âm, thì một quyền này có tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh, thậm chí nó có thể gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Diệp Lâm Quân không thể ngăn cản được một quyền này. Chỉ với một quyền này, Diệp Lâm Quân sẽ bị nghiền ép như tương. Ngay cả một mảnh xương nguyên vẹn cũng không còn. Một quyền với vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh là quá mạnh. Vù vù vù. Một quyền nổ tung, trong không khí vang lên từng tiếng rít gào. Dung chuyển đất trời, sức mạnh thật đáng sợ, bảy đại tà thân đều nhắm mắt lại, bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Lâm Quân bị đánh thành một vũng máu. Họ muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của Diệp Lâm Quân. Sát thần bố y tin chắc Diệp Lâm Quân sẽ chết với cú đấm này. Tất cả sẽ kết thúc. Diệp Lâm Quân dường như bị dọa tới choáng váng, ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dường như là đang chấp nhận cái chết. Nhưng không ai ngờ rằng thế mà Diệp Lâm Quân lại ra quyền. Một quyền này được xuất ra sau nhưng lại đến trước. Đối mặt với một quyền gấp 3 lần tốc độ âm thanh, Diệp Lâm Quân vậy mà lại xuất ra được một quyền ra sau mà tới trước. Cú đấm này của anh chắc chắn là vượt qua gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Bùm! Một quyền của Diệp Lâm Quân đánh ra cùng với một quyền của sát thần bố y đánh ra cùng chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ tung. Răng rắc răng giá, đột nhiên mặt đất sụp xuống, núi nứt ra, trời đất đảo ngược. Một cảnh tượng mà không ai mong đợi đã xuất hiện.
Sát thần bố y thế nhưng không địch lại được một quyền của Diệp Lâm Quân, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ không thể tin được, gấp ba vận tốc âm thanh. Sao có thể? Toàn trường ồ lên. Mọi người như phát điên. Diệp Lâm Quân dưới tình huống chỉ còn một hơi tàn, thế nhưng đem sát thần bố y đánh bay ra ngoài. Đây là sự thật sao? Không phải đang nằm mơ đấy chứ? Bù Pi. Những tên gián điệp ẩn mình trong đám đông tức sắp ói ra máu. Richard và các thủ lĩnh của thế lực đông đảo, những người theo dõi trực tiếp người thì bị sặc cà phê, người thì sặc trà. Làm thế nào mà Diệp Lâm Quân, người đang hấp hối lại có thể đột ngột bộc phát với sức mạnh đáng sợ như vậy? Mọi người sững sờ hàng chục giây. Bảy đại tà thần nhận thấy sự khác thường, khi mở mắt ra, tất cả đều kinh ngạc. Những gì đang xảy ra ở đây? Tiểu thiếu gia bị thương như vậy, làm sao có thể? Hơn nữa xem tình trạng của Diệp Lâm Quân, giống như là một ngọn lửa đang hừng hực thiêu cháy. Tuyệt không phải hồi quang phản chiếu, hoặc là sử dụng phương thức cực đoan để tăng lên thực lực của chính mình trong giây lát. Bảy vị tà thần trên mặt đều lộ ra sự bất ngờ khi nhìn thấy điều này, một nhóm người trong đám đông đều nhếch miệng, có vẻ rất hài lòng với Diệp Lâm Quân. Không thể, đây là tuyệt đối không thể. Làm sao có chuyện này? Tôi không tin, mắt của tôi có vấn đề. Khán giả không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt. Đối với các học trò của sát thần bố y, tất cả đều vô cùng sợ hãi khi thấy thầy mình bị thương. Càng không thể tin những phát sinh đã xảy ra. Không đúng, không thích hợp, anh ta rõ ràng chỉ còn lại có một hơi. Tôi biết rồi, nhất định là công pháp cực đoan của tà ma ngoại đạo, làm thực lực tăng lên. Toàn trường đều coi tình huống này là một phương thức cực đoan của tà ma ngoại đạo. Sát thần bố y chợ mãi đứng dậy, xoa xoa khóe miệng đầy máu tươi, mắt lộ tinh quang nhìn Diệp Lâm Quân. Anh ta cảm thấy hứng thú. Trận chiến này sẽ không quá nhàm chán. Diệp Lâm Quân đã bày ra thực lực của mình. Được, tốt lắm, anh đã làm cho tôi coi trọng anh rồi đấy. Diệp Lâm Quân cũng cười cười nói, tôi đã nói rồi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Thưa thầy, đây chắc chắn là cuộc chiến cuối cùng của Diệp Lâm Quân. Thầy phải cẩn thận. Đúng, anh ta không trụ được bao lâu nữa đâu. Thầy, người nhất định sẽ thắng, y. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Lâm Quân đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, muốn cùng sát thần bố y người chết ta sống. Bất kể hiện tại Diệp Lâm Quân có mạnh đến đâu, tất cả đều là giả dối. Anh kỳ thật là đang thoi thóp. Sát thần bố y lại hoàn toàn hưng phấn. Thiên cương khí kình. Sát thần bố y trên người bộc phát ra kình khí không thể địch nổi. Từng đạo liên miên không dứt. So vừa rồi đơn thuần là quyền thuật còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Khí lực bùng lên, giống như một trận mưa giông, không khí khu vực này như muốn bốc cháy. Hơi thở nóng như thiêu như đốt trong miệng núi lửa. Khi kỹ năng chiến đấu của sát thần bố y được bộc phát, toàn trường khiếp sợ bụp bụp bụp. Từng đạo vô hình khí kình phát ra thanh âm như đang xé toạc không gian. Diệp Lâm Quân không né không tránh, ngược lại tiến công. Bê ốp! Diệp Lâm Quân một quyền đánh tan hơn trăm đạo kình khí. Phát! Phái! Phát! Sức mạnh của thiên cương khí kình vẫn tiếp tục, nhưng Diệp Lâm Quân đã dùng một cú đấm đập tan nó. Mỗi một lần oanh tạc đều là động tĩnh sét đánh giữa trời quang. Chiến trường đông cảnh trước sau truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa, giống như mưa to đột kích sấm sét không ngừng. Loại tình huống này giống như là trời đang nổi giận. Những người xung quanh đó không biết gì mà quỳ xuống cầu xin ông trời đừng nổi giận. Thiên cương khí kình của sát thần bố y quá mạnh. Nhưng Diệp Lâm Quân càng mạnh hơn. Chỉ dựa vào song quyền liền đánh nát hết thảy. Diệp Lâm Quân đánh nát thiên cương khí kình, vọt tới trước người sát thần bố y, một quyền vượt qua ba lần vận tốc âm thanh được đánh dai vù vù vù. Đất trời đều rung chuyển, cú đấm này còn kinh khủng hơn cú đấm đã đánh bay sát thần bố y vừa rồi. Thiên cương chân khí hộ thể. Sát thần bố y gào lên một tiếng. Thiên cương chân khí vần quanh ở này chung quanh, hình thành một tường khí kình vô hình. Bức tường này có thể so với các hợp kim đặc biệt đều cứng cáp hơn, khó mà phá vỡ. Theo dự đoán, rất ít vũ khí hiện đại có thể xuyên thủng. Bùm! Diệp Lâm Quân một quyền đánh vào bức tường khí kình vô hình. Dầm! Một trận động đất lớn xảy như dự kiến, lan rộng trên toàn bộ chiến trường biên giới phía đông. Quả thực quá điên cuồng, quá đáng sợ. Mặc dù bức tường khí vô hình của sát thần bố y rung chuyển dữ dội, nhưng cuối cùng nó vẫn chặn được cú đấm của Diệp Lâm Quân.
Máu từ từ trào ra từ khóe miệng của sát thần bố y và khuôn mặt anh ta tràn đầy sự phấn khích điên cuồng. Anh ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh như Diệp Lâm Quân trong đời. Muốn phá thiên cương chân khí của tôi? Không thể đâu. Sát thần bố y khóe miệng nhếch lên. Quanh mình anh ta cuồng phong nổi lên bốn phía, đó là thiên cương chân khí. Lại dần dần thực chất hóa. Giống như ngọn lửa. Chân khí của anh ta đã thuần khuyết đến mức độ này. Gần như đã thực chất hóa. Đây chính là sát thần bố y. Kìm hãm sự tồn tại của một thời đại. Bức tường khí kình phía trước sát thần bố y đã biến thành một màu đỏ rực, giống như một ngọn lửa. So với vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần, cao gấp 10 lần cường độ vừa rồi. Phát! Diệp Lâm Quân đạp lên bức tường xoay vòng trên không rồi đáp xuống. Bàn chân này giống như bàn chân của các vị thần. Đáng sợ! Kinh khủng rắc rắc! Trực tiếp xé toạc bức tường không khí. Bù pi! Sát thần bố y bị đá bay ra ngoài, đôi mắt anh ta tràn đầy sự không thể tin tưởng. Anh ta lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thầy! Sát thần! Mọi người thấy thế, sôi nổi hô lớn, tới, tiếp tục. Sát thần bố y đứng lên từ trong đống khói mù nịt, tiếp tục cùng Diệp Lâm Quân đánh bù pi. Bụp, bụp. Tiếp theo, sát thần bố y sử dụng những gì đã được học và sáng tự sáng chế ra trong suốt cuộc đời. Nhưng anh ta đã bị đánh bại hết lần này đến lần khác. Đối mặt với Diệp Lâm Quân đang hừng hực khí thế, anh ta không thể khống chế được. Bùm, bụp. Anh ta lại bị đánh ra ngoài. Cố gắng đứng dậy, sát thần bố y ánh mắt đầy tức giận. Anh ta hét lớn, kiếm tới, hai. Anh ta sẽ sử dụng kiếm thần Tang Khung. Tang Khung. Trước kia sát thần bố y từng nói, nếu không dùng kiếm thần Tang Khung thì anh ta nắm chắc 5 phần. Bây giờ nhìn vào tình hình thì quả đúng là như vậy. Anh ta nắm chắc một nửa mình sẽ thắng. Một nửa mình sẽ thua. Thật sự bây giờ anh ta có lẽ sẽ thoát chỉ có lấy ra kiếm thần Tang Khung. Lấy ra kiếm thần Tang Khung, sát thần bố y nắm chắc 10 phần. Chính là dù có việc gì anh ta cũng sẽ thăng. Thầy tiếp kiếm. Học trò phía sau đem thần kiếm ném ra, anh ta nhanh chóng đưa đây nắm lấy. Ánh mắt của hàng trăm ngàn người đều chăm chú vào kiếm thần Tang Khung. Vô số cường giả không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ, không biết có bao nhiêu người ngoài kia muốn có được kiếm thần Tang Khung này. Cuối cùng cũng thấy được hình dạng của nó. Bảy vị tà thần chưa kịp vỗ tay reo hò vì Diệp Lâm Quân, sắc mặt đã lập tức thay đổi. Với kiếm thần Tang Khung trong tay, sức mạnh của sát thần bố y sẽ được tăng thêm một bậc. Tà thần Hỏa Vân từng đề cập tới kiếm thần Tang Khung này, ông ta thậm chí từng nói chính mình cũng phải kính nể người có thể sử dụng được thanh thần kiếm này. Mọi người có thể tưởng tượng kiếm thần Tang Khung mạnh như thế nào. Quan trọng nhất chính là sát thần bố y thế nhưng có thể rút ra kiếm thần Tang Khung. Những người khác có được chưa chắc sẽ dùng được. Diệp Lâm Quân Anh là người mạnh nhất mà tôi gặp được, người duy nhất có thể ép tôi dùng kiếm thần Tang Khung. Tiếng kèm theo đó mà âm thanh ma sát khi rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thần, Tang Khung đã được rút ra. Bùm, một tia sáng chói lọi bắn ra từ thanh kiếm, sáng chói khiến tất cả mọi người không thể mở mắt. Cùng lúc đó, một luồng sát khí mãnh liệt tràn ngập khắp mọi nơi. Tất cả chỉ cảm thấy cái lạnh đạng xâm chiếm cơ thể, không khỏi dùng mình một cái. Đây là chỗ đáng sợ của kiếm thần Tang Khung. Truyền thuyết kể rằng, kiếm thần Tang Khung được đúc bằng thiên thạch lấy máu tươi để luyện hóa mới ra sát khí đáng sợ như vậy. Có lời đồn rằng thời điểm đúc xong kiếm thần Tang Khung, thiên tướng làm sấm, lấy sấm xét luyện khí, mới hoàn thành được bước cuối cùng. Muốn rút ra được kiếm thần Tang Khung, nhất định phải chịu được sát khí đáng sợ và sức mạnh sấm xét ẩn chứa trong đó. Đây cũng là lý do vì sao không phải ai cũng có thể sử dụng được nó. Sát thần bố y là ngàn người chọn một. Anh ta nâng thân kiếm lên cao rồi hét lớn, hôm nay, tôi lấy kiếm thần Tang Khung để giết đại ma đầu đệ nhất. Sát thần bố y tay cầm kiếm thần Tang Khung, giống như đã thay đổi thành một người khác. Khí thế tăng vọt. Anh ta giống như vị thần phụ trách giết chóc. Giết, hát. Sát thần bố y nhất kiếm bổ tới, trời đất biến sắc. Một kiếm này chứa đựng sát khí hòa cùng máu tươi được luyện thành từ sấm sét bổ xuống kết hợp với kỹ năng kiếm thuật của bố y. Mạnh mẽ bất khả chiến bại. Thanh kiếm này có thể bổ đôi một ngọn núi. Kiếm khí dâng trào, có cả tia sấm sét lượn lờ. Rầm rầm, tiếng sấm rền vang trong không trung. Tựa hồ cùng kiếm thần Tang Khung cộng hưởng. Một kiếm đưa tới thiên địa thất sắc. Đây chính là kiếm thần Tang Khung. Uỳnh, mặt đất trước mặt sát thần bố y bị chẻ ra làm đôi.
kiếm khí khủng khiếp phá không mà đến. Bù Mai Y, Diệp Lâm Quân tung ra một kích kinh hoàng, đánh bại nguồn năng lượng của kiếm. Ra ra ra. Bất quá Diệp Lâm Quân bị bước lui vài chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mọi người thế mới biết kiếm thần Tang Khung khủng bố như thế nào. Mạnh mẽ như Diệp Lâm Quân vậy mà đều bị đánh lui. Giết! Giết! Sát thần bố y được thế, dựa vào sức mạnh của kiếm thần Tang Khung, liên tục công sát Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân tuy, rằng không bị thương, có thể chặn lại từng đạo kiếm khí sắc bén, nhưng anh vẫn tiếp tục lùi về phía sau. Sớm hay muộn cũng sẽ không chống đỡ được. Sức mạnh của kiếm thần Tang Khung thật đáng sợ, trước mắt phần công pháp của anh luyện là của Hỏa Vân Tà Thần, trong mắt người đời, cơ bản là không ngăn được kiếm thần Tang Khung. Tình thế đã nghiêng về một phía. Sát thần bố y đã chiến tới đỏ mắt, không cho Diệp Lâm Quân bất kỳ cơ hội nào. Thuật cấm kỵ. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Lâm Quân đã nhớ tới thuật cấm kỵ. Anh có thể sử dụng thuật cấm kỵ để chống lại kiếm thần Tang Khung. Nhưng không được, sư phụ đã cảnh cáo anh không được sử dụng thuật cấm kỵ. Nhất là trong tình huống lúc này, khi hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, toàn thế giới đều quan tâm tới chuyện này. Nếu như Diệp Lâm Quân sử dụng thuật cấm kỵ thì có thể sẽ gặp điều không may. Khi ấy, chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có khi sẽ gây ra rắc rối gì đó, thậm chí ảnh hưởng tới sư phụ. Không giống với việc bị thiên sách phủ nhốt vào thiên lao. Trong thiên lao thì không ai biết. E rằng đến bây giờ thiên sách phủ cũng chưa biết liên long xích bị mở ra kiểu gì. Dưới tình huống đó có thể miễn cưỡng sử dụng thuật cấm kỵ. Còn bây giờ thì không được. Ha ha ha. Lúc này, đột nhiên Diệp Lâm Quân bật cười. Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, ngay cả sát thân bố y cũng trợn tròn mắt lên. Diệp Lâm Quân làm sao vậy? Chết đến nơi rồi, sao còn cười được nữa chứ? Anh điên rồi sao? Hay bị dọa ngu người luôn rồi? Nguyên nhân Diệp Lâm Quân cười to lên như thế rất đơn giản. Anh nhớ tới sư phụ mình, người bên ngoài đều cho rằng anh là chuyên nhân của tà thần. Như vậy, sư phụ anh chính là tà thần Hỏa Vân rồi. Nhưng anh không nghĩ thất bây giờ anh có thể chắc chắn tà thần Hỏa Vân không phải sư phụ anh. Lý do rất đơn giản. Bộ võ công của tà thần Hỏa Vân chi là một trong số rất nhiều bộ võ công của sư phụ anh mà thôi. Ông ấy mạnh hơn tà thần Hỏa Vân thật rất nhiều, hoàn toàn không phải cũng một cấp bậc. Chỉ riêng thuật cấm kỵ này thôi đã không thể sánh bằng rồi. Huống chi ông ấy không chỉ có một thuật cấm kỵ này. Còn rất nhiều kiểu thuật cấm kỵ khác. Có lẽ ông ấy biết bộ võ công của tả thần Hỏa Vân chỉ là trùng hợp, đúng lúc gặp được thôi. Anh chắc chắn hai người họ không phải là cùng một người. Còn một điều nữa, bộ võ công mà sư phụ dạy cho anh chỉ là phần còn sót lại. Không phải bộ hoàn chỉnh. Bởi vậy, anh chắc chắn hai người họ không phải cùng một người. Vì lẽ đó, Diệp Lâm Quân mới bật cười thật to lên. Tà thần Hỏa Vân có tư cách gì trở thành sư phụ của anh chứ? Ông ta còn lâu mới xứng. Trong đám người, anh ta là một kẻ hùng tợn, nếu như anh ta còn sống thì có thể để anh ta gia nhập nhóm chúng ta. Có người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào. Diệp Lâm Quân. Anh ta vô cùng hài lòng với biểu hiện của Diệp Lâm Quân. Đã rõ, vậy chúng ta có ra tay không? Một người bên cạnh hỏi. Không cần, nếu anh ta chết thì là do anh ta không có bản lĩnh. Người này lạnh lùng nói. Những người ở đây đều bị sự khác thường của Diệp Lâm Quân làm cho ngạc nhiên. Anh muốn làm gì? Anh ta đang cười nhạo sư phụ sao? Sư phụ đừng cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Đám học sinh của sát thần bố y hùa nhau nói lớn tiếng. Mặc dù sát thần bố y có thần kiếm Tang Khung trong tay, nhưng từ đầu đến cuối Diệp Lâm Quân chưa từng thua. Điều này khiến anh ta cảm thấy mất hết mặt, mũi. Anh ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tranh thủ một chiêu có thể khiến Diệp Lâm Quân mất mạng ngay. Một kiếm bố y. Sát thần bố y xuất ra chiêu kiếm đáng sợ nhất. Đây là con át chủ bài giúp anh ta năm đó trấn áp một thời đại. Một chiêu này vừa ra, trời đất hiên ăng bất động, tám phương đều phải chịu phục. Kiếm khí đáng sợ đó nổ lan ra cả trăm mét. Tất cả sự vật xung quanh đều bị kiếm khí hủy diệt. Một chiêu kiếm như muốn xé rách vòm trời. Sấm sét đùng đùng. Vạn vật đều phải cúi đầu. Một chiêu kiếm bố y ép ngang một thời đại. Mà chiêu kiếm này còn mạnh hơn trước nhiều. Cho dù trạng thái của sát thần bố y thế nào thì uy lực của thần kiếm Tang Khung đều được phát huy đến cực hạn. Một chiêu kiếm muốn giết chết Diệp Lâm Quân. Người đứng xem để trốn đi đủ xa. Nhưng dưới uy lực của chiêu kiếm này,
dường như tất cả mọi người đều bị một sức mạnh vô hình đẩy ra mấy trăm mét. Thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Chẳng lẽ Diệp Lâm Quân không dùng thuật cấm kỵ thật sao? Nếu không dùng thì anh sẽ chết đó. Tôi thấy chủ nhân nhỏ do dự, ắt hẳn anh ấy có cách rồi. Anh ấy đang do dự điều gì chứ? Có lá bài nào thì mau rút ra đi, không lấy ra thì anh ấy sẽ phải chết. Kiếm tà thần có thể cảm nhận Diệp Lâm Quân đang do dự, không nhịn được mà hoảng sợ thốt lên. Bảy vị tà thần sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa, thời khắc quyết định thắng thua đến rồi. Anh đang do dự cái gì? Mau làm gì đó đi chứ. Nếu Diệp Lâm Quân không dùng thuật cấm kỵ thì chắc chắn không ngăn được chiêu kiếm này. Anh sẽ xử lý thế nào? Ngồi chờ chết sao? Răng rắc, răng rắc, bỗng nhiên xương cốt trên người Diệp Lâm Quân phát ra tiếng giống như sắp nứt đến nơi. Bộ xương của anh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chân khí đảo ngược trong cơ thể anh, khí nóng bốc lên đầu ngun ngút, gương mặt đỏ bừng lên như sắp bốc cháy. Gương mặt lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Dường như mỗi phần bắp thịt, mỗi một mẩu xương đều đang nổ tung rồi nối lại. Anh cực kỳ đau đớn. Anh đang làm gì đây? Chuyện này. Mọi người đều thấy choáng váng. Hình như anh ta đang đảo ngược bộ võ công. Có người nhìn ra được một chút manh mối. Anh ta điên rồi sao? Đảo ngược bộ võ công là hành vi vô cùng mạo hiểm. Một khi xuất hiện tình tú huống gì, có thể sẽ nổ tung mà chết. Đồ điên, cái tên này là một kẻ điên. Mọi người ngạc nhiên thốt lên liên tục. Không xêu, Diệp Lâm Quân đúng là đang đảo ngược bộ võ công. Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu anh từ rất lâu rồi. Lần thứ hai tới ngục giam, ông già truyền cho anh bộ võ công nền tảng này, sau khi anh tái tạo mạch luyện võ thì sẽ trở thành bộ võ công tu luyện nhanh nhất, phù hợp nhất. Vì vậy, không thể không nói ông già có bản lĩnh cao cường. Ông ấy biết quá nhiều thứ, tiện tay cũng có thể rút ra bộ võ công thích hợp. Nhưng mà, một lần tiện tay này lại rút ra bộ võ công giúp tà thần Hỏa Vân vang danh thế giới. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Lâm Quân đều cảm thấy không hoàn chỉnh, có giới hạn nào đó, rất khó để lên cao. Trước kia, anh toàn gặp những đối thủ tương đối kém nên khuyết điểm này không bị lộ ra. Bây giờ, anh gặp phải kẻ mạnh thực thụ, những khuyết điểm ấy lộ ra rồi. Vì thế, ngay từ đầu, Diệp Lâm Quân đã suy nghĩ xem làm thế nào để sửa chữa bộ võ công này, nói cách khác chính là nâng cao hơn một bậc. Anh đã muốn thử nghiệm cách nghịch chuyển hướng tu luyện bộ võ công này từ lâu. Hơn nữa, còn phải dung hợp bộ võ công trước cửa ải bất phá bất lập. Tin tưởng sẽ có đột phát nhưng cái giá phải trả quá lớn, trong thời gian ngắn sẽ không làm được. Bởi vậy, tối hôm qua Diệp Lâm Quân đã bắt đầu tiến hành rồi. Anh mặc kệ vết thương của mình. Bao gồm cả ngày hôm nay, trước đó đều bị sát thần bố y chèn ép. Diệp Lâm Quân cũng mặc kệ. Anh cần phải bị thương nghiêm trọng để tạo điều kiện đảo ngược bộ võ công. Sau nhiều lần nghiên cứu, anh nhận ra bị thương nghiêm trọng chính là điều kiện để đảo ngược bộ võ công tốt nhất. Lúc này, mạch luyện võ của anh và xương cốt đều đạt được trạng thái thông thuận nhất. Chính là phá rồi nối lại trong nháy mắt. Anh đang đảo ngược bộ võ công này. Đột nhiên trên người Diệp Lâm Quân phát ra luồng khí khủng khiếp. Gương mặt anh vừa dữ tợn vừa khủng bố, hốc mắt đỏ bừng bừng như ngọn lửa. Một con rồng khổng lồ ngủ say vạn năm đã thức tỉnh rồi. Sức mạnh đáng sợ tuôn trào ra khỏi người anh, làm xuất hiện trạng thái như có gió bão. Trời tối sầm lại. Chiêu kiếm bố y mạnh nhất xông tới, Diệp Lâm Quân dùng tay không kẹp lấy thanh kiếm ấy. Trên thân kiếm tỏa ra kiếm khí kinh người, còn ẩn chứa năng lượng của sấm sét, luồng sức mạnh mãnh liệt như muốn xé nát toàn bộ mọi thứ. Kiếm khí như ngọn lửa, muốn thiêu đốt hai tay Diệp Lâm Quân. Nhưng hai tay Diệp Lâm Quân mạnh mẽ như kim loại đổ bê tông rắn chắc nhất, hoàn toàn không thể xé rách được, ngược lại. Hai tay anh có nguồn sức mạnh đáng sợ kìm chặt kiếm thần Tang Khung. Mắt sát thần bố y phản chiếu khuôn mặt đáng sợ như dã thú của Diệp Lâm Quân. Giây phút này, sát thần bố y kiếp đảm. Một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng anh ta. Khục, khục, khục. Đất dưới chân hai người sụp đổ tan tành, không ngừng chìm xuống. Sức mạnh khổng lồ lan ra khắp bốn phía. Trời ạ, thế mà anh ta lại đỡ được chiêu kiếm này. Anh ta còn là người sao? Diệp Lâm Quân đang làm trò gì vậy? Sao tôi cảm thấy anh ta lại mạnh hơn rồi? Rốt cuộc thực lực của anh ta ở mức nào? Thế này cũng quá mạnh rồi đó. Thấy Diệp Lâm Quân đỡ lấy chiêu kiếm này, tất cả mọi người như muốn điên theo luôn. Trước màn hình chiếu lúc này,
Richard và những người đứng đầu của thế lực ở đảo Đông Ca đều sững người lại. Cứ nhìn về phía trước, không còn nghĩ được gì nữa, không cần lo lắng. Diệp Lâm Quân chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi. Anh ta chống đỡ được chiêu kiếm này, có thể đỡ được chiêu tiếp theo sao? Hách Phú Hưng coi thường nói. Nhưng mà phát sinh sau đó khiến anh ta phải trợn mắt há mồm. Ngay khi Hách Phú Hưng vừa nói dứt câu, tiếng rắc lanh lảnh vang lên, lan ra toàn hội trường. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn hết cả ra. Vẻ mặt của Hách Phú Hưng giống như bị đóng băng lại. Bởi vì tiếng rắc ấy phát ra từ kiếm thần Tang Khung. Vừa mới đây thôi, hai tay Diệp Lâm Quân vẫn đang kẹp chặt kiếm thần Tang Khung. Sức mạnh hai bên cánh tay dâng lên cuồn cuộn, khiến kiếm thần Tang Khung gãy đôi. Âm thanh ấy như được cất lên từ nơi sâu thẳm của địa ngục, đập bể trái tim của tất cả mọi người. Rắc! Kiếm thần Tang Khung vụn vỡ trong nháy mắt, khóe miệng sát thần bố y trào máu tươi, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây. Sau khi ngã xuống thì anh ta ói máu không ngừng, nhưng anh ta không thấy đau đớn chút nào. Bởi vì anh ta đã chìm đắm trong nỗi khiếp sợ. Kiếm thần Tang Khung gãy rồi thì à. Thanh thần kiếm được chế tạo như thế mà gãy mất rồi sao? Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào chứ? Anh là ma quỷ sao? Thua rồi. Anh ta thua rồi. Thua một cách thảm hại. Nhìn thanh kiếm thâu Tang Khung bị gãy trong tay, anh ta muốn khóc. Tất cả những người khác đều sững sờ. Ai ai cũng đứng không động đậy ở đấy, vẻ mặt ngưng trệ, y như những bức tượng điêu khắc. Trái tim mọi người đều bị chấn động. Không thể nào tưởng tượng nổi. Kiếm thần Tang Khung gặp thần giết thần thế mà lại gãy mất. Còn bị tay không đánh gãy. Không thể nào tưởng tượng nổi sự khủng bố này. Thế giới của mười mấy học sinh của sát thần bố y sụp đổ, toàn bộ đều ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể co quắp lại, run rẩy kịch liệt, không ai nói ra được câu nào hết. Richard và đám người kia vẫn cứ đơ ra đấy, từ nấy đến giờ vẫn chưa ai động đậy chút xíu nào. Dường như bọn họ bị dọa ngu người luôn rồi. Tình cảnh này khiến bọn họ quá đỗi chấn động. Thiên sách phủ quan sát cuộc chiến im lặng tập thể. Vấn đề làm khó bọn họ đã được giải quyết. Liên long xích bị mở ra thế nào? Có thể đánh gãy kiếm thần Tang Khung thì cũng có thể làm thế với liên long xích. Người này mạnh đến nỗi vượt quá mức bình thường rồi. Không phải chứ, chuyện này. Trong lòng những người bình thường không thể tiếp nhận những chuyện này được. Rõ ràng thắng đến nơi rồi. Tại sao lại như vậy? Chỉ có một số ít người mỉm cười. Ừ, không tệ, cuối cùng anh ta cũng sống sót được. Sau này mời anh ta gia nhập với chúng ta. Có một người cười nói. Đã dối. Ở một nơi khác, có người cười nói, có chút thú vị. Nam đế, người đứng đầu thiên bảng. Thắng, chúng ta thắng rồi sao? Bảy vị tà thần mừng đến bật khóc. Bọn họ khóc rồi. Quả nhiên đi theo chủ nhân nhỏ là không sai, mà anh chính là truyền nhân của tà thần. Nhất định anh có thể tạo ra thời đại của tà thần. Leng keng. Diệp Lâm Quân ném nửa kia của thanh kiếm gãy xuống đất. Âm thanh ấy kéo tất cả mọi người còn đang chìm trong khiếp sợ trở về. Còn muốn đánh nữa không? Diệp Lâm Quân nhìn sát thần bố y nói. Sát thần bố y muốn đứng lên nhưng lại phát hiện toàn thân đã mất hết sức lực rồi. Anh ta đứng lên thì làm được gì? Anh ta đã dùng chiêu mạnh nhất của mình rồi. Kiếm thần Tang Khung đã gãy. Vẫn không làm gì được Diệp Lâm Quân. Anh ta còn có thể làm gì nữa? Tôi thua rồi. Sát thần bố y thừa nhận kết quả này một cách khó khăn. Chúng ta thắng rồi, chủ nhân là giỏi nhất. Bảy vị tà thần hô lớn lên. Còn mấy trăm người bên kia thì im lặng không một tiếng động. Richard và những người của đảo Đông Ca. Không biết nói gì. Bọn họ sắp đặt lâu như vậy, đánh đổi lớn như thế, cuối cùng vẫn để Diệp Lâm Quân thắng. Còn muốn giết anh sao? Nhìn lại Diệp Lâm Quân lúc này đi. Cứ như người bình thường, chẳng hề hấn gì vậy. Trông như còn mạnh hơn cả lúc trước. Nghĩ tới việc mất nhiều thứ như thế, trái tim mọi người đều đang rỉ máu. Đánh đổi lớn đến vậy mà Diệp Lâm Quân chẳng si nhê gì. Quả thật quá đáng sợi, tôi giữ lời hứa. Muốn chém muốn giết thế nào cũng được, thiên sách phủ cũng không làm khó các người nữa. Sát thần bố y nói. Anh ta đã chuẩn bị chịu chết rồi. Chắc chắn truyền nhân tà thần sẽ không để anh ta sống. Nhưng Diệp Lâm Quân lại bật cười, anh là một ngôi sao sáng giới võ đạo Lạc Việt, tôi giết anh làm gì? Hả? Câu nói này khiến sát thần bố y sững sờ. Diệp Lâm Quân không giết anh ta sao?
TH Diệp Lâm Quân vừa định giải thích thì đột nhiên xảy ra điều khác thường. Phụt, miệng của sát thần bố y đột nhiên bị sùi bọt mép, toàn thân co giật, cả người ngã xuống đất rồi lăn lộn, đau đớn đến mức không chịu nổi. Điều đáng sợ hơn là trên người anh ta bắt đầu xuất hiện nhiều vết máu, giống như là cả cơ thể của anh ta đang bị xé rách ra vậy. Diệp Lâm Quân bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi đúng là anh có đả thương sát thần bổ y. Nhưng phần lớn sức lực mà anh dùng đều là để đánh gãy cây kiếm thần tang khung, cho nên sát thần bổ y chỉ bị thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng tại sao bây giờ anh ta lại thành ra thế này? Chẳng lẽ? Sắc mặt của Diệp Lâm Quân lập tức thay đổi. Trong đầu anh chợt hiện lên một suy nghĩ. Trúng độc, sát thần bố y đã bị trúng độc. Chất độc này được bôi lên thân kiếm, anh nhanh chóng đoán ra. Khi anh vừa định nói ra sự thật thì kết quả đã bị một người nhanh hơn một bước. Bị hạ độc rồi, thầy giáo bị người khác hạ độc rồi. Chính Diệp Lâm Quân là người đã hạ độc thầy giáo. Diệp Lâm Quân anh chắc chắn sẽ không được chết một cách thoải mái đâu. Mấy người học trò của sát thần bố y lập tức hô lên. Diệp Lâm Quân này thật là vừa hèn hạ lại không biết xấu hổ. Không ngờ anh ta lại dám dùng một thủ đoạn hạ độc bỉ ổi như vậy. Diệp Lâm Quân anh thắng rồi, nhưng thắng mà không biết xấu hổ. Không, vốn dĩ Diệp Lâm Quân sẽ thua. Nhưng anh ta phải dùng đến một phương thức. Cực đoan như vậy mới có thể thắng được. Tôi nói rồi mà, kiếm thần tang khung chắc chắn không thể bị chặt đứt. Nhất định là Diệp Lâm Quân đã dùng thủ đoạn gì đó. Diệp Lâm Quân còn chưa kịp nói gì đã bị kết tội. Bọn họ cho rằng chính anh là người đã hạ độc tất cả mọi người đều chỉ hướng về phía anh. Khi nghe thấy những tiếng hét đồng loạt ở trên sân, khóe miệng Hách Vũ Hưng lộ ra một nụ cười thành công. Chất độc này là do chính anh ta đã hạ. Là thế lực đông đảo đã giao cho anh ta một nhiệm vụ, bọn họ muốn anh ta hạ độc sát thần bố y. Hôm qua khi sát thần bố y rút kiếm thần tang khung, Hách Vũ Hưng đã chủ động nói muốn quan sát một chút. Khi đó anh ta đã hạ độc. Độc này không thể nhìn thấy, cho nên chắc chắn sẽ không bị phát hiện ra. Nếu ai đó chạm vào loại độc này thì độc cũng sẽ không lập tức phát tác mà phải đến khi người đó vận công thì loại độc này mới phát tác. Hơn nữa nếu như người trúng độc có thực lực càng mạnh thì người đó càng có khả năng kích thích loại độc này phát tác nhanh hơn. Cho nên lúc trước, sau khi sát thần bố y chạm vào kiếm thần tang khung thì không hề có chuyện gì. Anh ta không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nhưng bây giờ đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng chỉ cần không vận công thì sẽ không siêu, ví dụ như, đám học trò kia một mực cầm kiếm thần tang khung thì sát thần bố y sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Bởi vì anh ta không có vận công thì dĩ nhiên là chất độc này sẽ không phát tác. Đến bây giờ một chút khác thường cũng không có. Bảy vị tà thần lập tức đứng lên cùng tranh luận, không thể nào. Thực lực của chủ nhân nhà tôi rất mạnh, làm sao có thể hạ độc được chứ? Cậu ấy cũng không cần phải làm như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn đã có người hạ độc này trước đó rồi, đúng không? Đúng là lo lắng chuyện gì thì chuyện đó sẽ xảy ra. Mấy người kiếm tà thần quả thực đã đoán không sai. Các thế lực lớn vẫn còn đang chờ. Hách Phú Hưng lập tức nói, hạ độc trước. Thật là nực cười, năng lực của thầy giáo mạnh như vậy, ai có thể hạ độc được anh ấy chứ? Kiếm tà thần cười lạnh nói, nhất định là đã có người động tay động chân lên thanh kiếm. Tôi nghĩ chất độc này chắc chắn nằm trên thanh kiếm, đúng, nhất định là có người động tay động chân lên thanh kiếm trước. Những người khác cũng nhao nhao lên để nói. Không thể nào, thanh kiếm này chỉ có thầy và học trưởng Vương Bách Thanh đã từng chạm vào. Hơn nữa, thanh kiếm này còn luôn luôn được giám sát bởi các học trưởng. Anh ấy là người học trò tài giỏi nhất của thầy, chắc chắn sẽ không ra tay với thầy. Còn có nếu có người độc trên kiếm, vì sao học trưởng Vương Bách Thanh lại không bị làm sao cả? Còn thầy thì lại xảy ra chuyện, làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra được, độc này nhất định là do Diệp Lâm Quân hạ. Hách Vũ Hưng nói với một giọng điệu vô cùng kiên định. Anh ta lợi dụng việc kịch độc chỉ có khi vận công mới phát tác, sau khi ném ra chứng cứ, toàn thể những người có mặt ở đây đều câm miệng không nói gì. Ngay cả bảy vị tà thần cũng không biết phải phản bác như thế nào. Lúc trước, sát thần bố y không hề có chuyện, hết lần này tới lần khác giao chiến với Diệp Lâm Quân, lại xuất hiện loại tình huống này. Người có khả năng hạ độc có vẻ như là chỉ có một mình Diệp Lâm Quân mới làm được. Theo như tôi biết, độc công của độc tà thần trong bảy vị tà thần rất tuyệt diệu, đây không phải chính là loại độc mà cậu ta dùng để làm thầy bị thương sao? Hách Phú Hưng tiếp tục nói ra các chứng cứ. Đúng vậy,
Độc bình thường sẽ không tới sát thần bố y, nhưng độc tà thần có thể. Mọi người lại bắt đầu chĩa mũi dùi về phía Diệp Lâm Quân. Lúc này, mọi bằng chứng đều đã đầy đủ. Hơn nữa, có rất nhiều người đã nhìn thấy, vì vậy anh gần như là không còn đường chối cãi. Phốc phốc phốc, tình hình độc phát của sát thần bố y đang nằm trong sân càng ngày càng nặng hơn. Vết máu trên cơ thể của anh ta càng ngày càng nhiều mà những vết nứt cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh ta sẽ bị nổ tung mất. Lúc này nhóm người Richard bình tĩnh lại một chút. Dựa theo kế hoạch ban đầu là giết chết Diệp Lâm Quân, làm cho sát thần bố y bị trúng độc, cho dù anh ta không chết thì cũng phải phế. Đó là kế hoạch mà bọn họ đã vạch ra để cùng một lúc loại bỏ hai nhân vật lớn. Nhưng hôm nay, bọn họ lại không có cách nào để giết chết Diệp Lâm Quân. Đây đã là một sự thật không thể chối cãi. Bây giờ bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp lại các thiệt hại bằng cách khiến cho sát thần bố y trúng độc. Khóe miệng của Hách Vũ Hưng hơi nhếch lên. Thầy à, thầy đừng trách con. Thực ra con cũng không phải người của Lạc Việt, con là người của đảo phía đông. Thầy hãy mau chết đi, trong lòng anh ta cười lạnh nhủ thầm. Khi anh ta thấy cứ tiếp tục như vậy, chuyện sát thần bố y phải chết là điều không còn gì phải nghi ngờ nữa. Diệp Lâm Quân vội vàng sử dụng thuật châm cứu để ổn định lại chất độc trong người sát thần bố y. Nhìn kìa, chính là Diệp Lâm Quân. Thế mà anh ta lại có thể khống chế được chất độc này. Khi nhìn thấy độc của sát thần bố y đã được khống chế, lập tức có người hô lên. Lần này các người còn có lý do gì? Diệp Lâm Quân có thể khống chế được sự phát tác của loại độc này. Anh ta không phải là người đã đầu độc thì có thể là ai được chứ? Mọi người lập tức chất vấn. Mẹ kiếp, Diệp Lâm Quân trợn tròn mắt. Rõ ràng là anh đang cố gắng cứu sát thần bố y, vậy thì tại sao anh lại là người hạ độc chứ? Diệp Lâm Quân cười lạnh nói, ngay cả thanh kiếm này tôi cũng có thể đánh gãy thì anh ta có thể là đối thủ của tôi sao? Sao tôi lại phải mất công đi đầu độc anh ta làm gì chứ? Cũng đúng nhỉ, đối mặt với những lời chất vấn của Diệp Lâm Quân, tất cả mọi người đều sửng sốt. Phải, phải, Diệp Lâm Quân rõ ràng mạnh hơn sát thần bố y. Vậy thì anh cần phải đầu độc anh ta để làm gì? Làm như vậy không phải là anh đang tự rước thêm chuyện vào thân sao? Chuyện này, Hách Phú Hưng cũng không tìm được lý do tốt nào để phản bác. Chính là, anh, các người vẫn hay, sử dụng mấy thủ đoạn không chính đáng, tính cách lại hay thay đổi. Vì vậy, các người sử dụng loại độc có dược tính mạnh cũng là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, vì sao thực lực của anh lại đột nhiên tăng nhiều so với lúc trước như vậy? Đây chính là dân chứng để chứng minh anh sử dụng những thủ đoạn không chính đáng. Mọi người thật sự không tìm được lý do phản bác, mà chỉ có thể khăng khăng nhận định Diệp Lâm Quân chính là người đã hạ độc. Đối mặt với tình huống có nhận định của cả nghìn người như thế này, Diệp Lâm Quân lạnh nhạt cười một tiếng, các người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi. Diệp Lâm Quân không thèm giải thích nữa. Mà thực ra, anh cũng không muốn đi giải thích. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên những loại người này muốn gán tội lên đầu người khác. Cho dù vì những lý do kia bọn họ không còn nghĩ hung thủ chính là anh thì lấy những chuyện khác cũng sẽ đồng thời được cộng lại. Tranh thủ thời gian mà cứu người, nếu không anh ta thật sự sẽ chết đó. Diệp Lâm Quân nhìn thoáng qua sát thần bố y một cái, sau đó rời đi. Tất cả các học trò của sát thần bố y đều vội vàng chạy tới. Diệp Lâm Quân cứ như vậy từng bước đi ra ngoài trong ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tất cả bọn họ đều cảm thấy sợ hãi và bồn chồn. Trong tình huống anh là người kế thừa mạnh nhất của tà thần thì có ai có thể bắt được anh chứ? Kể cả thiên sách phủ cũng không có khả năng này. Thực sự không có cách nào khác. Đáng ghét, quả thực là đáng ghét. Nếu lần sau chúng ta còn muốn giết anh ta thì sẽ càng khó khăn hơn. Các thủ lĩnh của các thế lực Richard và đông đảo hung hăng đập vào bàn. Nếu như bọn họ được biết chuyện bản thân đã tốn một cái giá lớn như vậy, lại được Diệp Lâm Quân dùng để đột phá bản thân thì chỉ sợ rằng mỗi người trong số bọn họ đều sẽ tức đến mức nôn ra máu ngay tại chỗ. Lúc này sát thần bố y đã chết, tôi sợ là trật tự sẽ bị thay đổi. Đối với giới võ thuật của Lạc Việt thì đây chắc chắn là một đả kích rất nặng nề. Hơn nữa, đã có vô số thiên kiêu bị phế. Hiện tại truyền nhân của tà thần lại đạt đến cảnh giới này, thật là khó quá đi. Phiền toái lần này còn lớn hơn so với sát thần bố y. Lý Tử Nhiệm bất chấp tất cả, cô dùng mọi chiêu thức để đánh ra. Nhưng, vốn dĩ công pháp và kỹ năng chiến đấu của Lý Tử Nhiệm đều có hạn, cũng chỉ là những cú đánh trên bề mặt mà thôi.
cô đang sử dụng sức mạnh của mình một cách thuần túy. Từng cú đấm được đánh ra, giống như những chiếc tên lửa được nện xuống hết lần này tới lần khác. Khả năng phá hoại cũng rất khủng khiếp. Cả ngàn người và nghìn con ngựa đều sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Khi Lý Tử Nhiệm ở trong trạng thái thù hận thì cô trở nên rất mạnh. Trước đó cô đã từng làm Diệp Lâm Quân bị thương. Nhưng bây giờ Diệp Lâm Quân đã lột xác rồi. Không cần đến những kỹ thuật chiến đấu bị cấm, anh vẫn có thể hoàn toàn đánh nhanh cùng Lý Tử Nhiệm. Hơn nữa Lý Tử Nhiệm cũng không có công pháp sắc sảo và khả năng chiến đấu đáng sợ. Sau một lúc đánh nhau, Diệp Lâm Quân không hề bị rơi vào thế yếu. Lý Tử Nhiệm mãi mà không thể tấn công, vì vậy cô càng thêm tức giận. Với sự tức giận này, sức mạnh chiến đấu của cô chợt tăng vọt. Mọi thứ đã hoàn toàn khác. Không chỉ vậy, Richard đang đứng ở trong sân lại bắt đầu hét lên. Diệp Lâm Quân là kẻ thù của cô mau giết anh ta đi, giết anh ta. Anh ta chính là một tên ma đầu tội ác tày trời, cô phải trừ hại cho dân. Tất cả đều phụ thuộc hết vào cô đó, mau giết anh ta đi. Lúc đầu, chỉ có một số ít người la hét. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt hét lên. Âm thanh cứ như sóng, một làn sóng xô vào tai Lý Tử Nhiệm, kích thích ý thức trong não có. Lý Tử Nhiệm càng thêm phẫn nộ, sức chiến đấu một đường tăng vọt, khí tức đáng sợ lan tràn khắp thiên địa, tựa như một ma thần. Ha ha ha, quả nhiên kích thích này có tác dụng. Mọi người tiếp tục đi. Richard cười. Diệp Lâm Quân bị sự thay đổi này của Lý Tử Nhiệm làm cho sợ hãi. Người phụ nữ này một khi cầm kiếm thần tang khung thì trông còn đáng sợ hơn với sát thần bố y. Chính xác thì hôm đó đã có chuyện gì xảy ra mà lại có thể khiến cho cô trở thành như vậy. Có lẽ chỉ có thầy mới có thể giải thích một cách chính xác chuyện gì đang xảy ra. Vì kế hoạch của chúng ta bây giờ, chỉ có thể chiến đấu. Chuyện này, cô ta còn mạnh hơn so với sát thần bố y rất nhiều, Diệp Lâm Quân đã gặp phải đối thủ mạnh rồi. Không chết thì không được rồi, tuyệt vời. Diệp Lâm Quân, anh mà cũng có ngày hôm nay sao? Tôi muốn xem anh sẽ giết vợ anh như thế nào. Ha ha ha. Mọi người rất phấn khích khi xem trận chiến này. Dù sao thắng hoặc thua ai cũng được. Mặc dù rất tò mò Lý Tử Nhiệm tại sao lại làm vậy. Nhưng bọn họ vẫn hy vọng hai người chém giết lẫn nhau. Sự phẫn nộ của Lý Tử Nhiệm cơ hồ đã bùng nổ mạnh mẽ. Sức chiến đấu khủng bố đến đáng sợ Diệp Lâm Quân cũng đánh hết mình. Hai bên đánh đến long trời lở đất. So với một trận chiến vừa rồi còn xuất sắc hơn. Mọi người lại bắt đầu than thở. Ngày tận thế đang đến rồi. Lúc trước Diệp Lâm Quân còn phải tránh né những võ sĩ ở phe chân chính đều sục sôi lên rồi đi tiêu diệt anh. Nhưng hôm nay anh lại có thể cứ nghênh ngang như vậy mà rời đi. Những người khác cũng không có cách nào. Có ai có thể chiến thắng Diệp Lâm Quân không? Mau tới đây đi. Đúng rồi, người lúc trước đánh Diệp Lâm Quân bị thương đâu rồi? Giây tiếp theo, đột nhiên có một giọng nói đầy phẫn nộ truyền đến. Diệp Lâm Quân, mau đi chết cho tôi. Toàn bộ hiện trường bị giọng nói phẫn nộ này làm cho kinh hãi. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi ầm một bóng dáng chợt lóe lên rồi xông về phía Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm, người tới chính là Lý Tử Nhiệm. Khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân, cô lập tức điên cuồng. Trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Lâm Quân. Tất cả ý thức của Hứa Chính Kiệt mà cô đang dung hợp cuối cùng đã biến thành hận thù. Cho nên, cô mới có phản ứng dữ dội đến như vậy. Văn Hy đưa cô đến đây, nhìn thấy Diệp Lâm Quân bình yên vô sự, cô ta vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lý Tử Nhiệm lại xông ra ngoài. Nhưng khi cô ta ra tay thì đã quá muộn rồi, âm ầm. Lý Tử Nhiệm nhào tới rồi đánh một quyền xuống còn Diệp Lâm Quân cũng giơ một quyền lên để ngăn chặn. Kết quả là một trận động đất làm rung chuyển cả núi rừng. Trận chiến này cũng không thua gì cuộc đối đầu giữa Diệp Lâm Quân và sát thần bố y vừa rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Lại có một người có đủ khả năng để cạnh tranh với Diệp Lâm Quân sao? Thật tuyệt vời! Lạc Việt của bọn họ có hy vọng rồi. Cô ta, sao lại là cô ta chứ? Vợ của Diệp Lâm Quân, Lý Tử Nhiệm sao? Sao lại là cô ta được chứ? Khi mọi người nhận ra người tới là Lý Tử Nhiệm, bọn họ đã rất ngạc nhiên. Sao Diệp Lâm Quân lại trở thành kẻ thù của Lý Tử Nhiệm? Vì sao cô lại muốn giết Diệp Lâm Quân? Đây cũng không trông giống là đang diễn. Đây chính là một sự hận thù thực sự. Lý Tử Nhiệm đúng là hận không thể lột ra rồi rút gân của Diệp Lâm Quân. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự tức giận của Lý Tử Nhiệm.
Cô và Diệp Lâm Quân trông như là kẻ thù cũ. Mọi người đều cảm thấy vô cùng tò mò. Chỉ có Richard đang đứng đằng sau và nhìn toàn bộ sự việc này rồi cười. Thật tốt, ông trời đang giúp chúng ta. Cơ hội để giết chết Diệp Lâm Quân tới rồi, lúc trước bọn họ còn đang suy nghĩ không biết làm thế nào để hai người này đụng phải nhau. Bây giờ thì không cần kế hoạch nữa rồi. Lần này tốt rồi, cả thế giới đều biết tình hình của Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm. Điều này sẽ làm cho tất cả mọi người và các thế lực lớn khác có sự cập nhật mới, từ đó sẽ hoàn thành một kế hoạch mới. Khi nhìn thấy Lý Tử Nhiệm, Diệp Lâm Quân lại cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Diệp Lâm Quân cũng đã rất sốt ruột, sức chiến đấu của Lý Tử Nhiệm này là càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là trong một thời gian dài, cố gắng không để cho chính mình bị thương, Lý Tử Nhiệm càng đánh càng hăng. Cứ như vậy đánh tiếp không phải là hỏng bét sao? Hiện tại Lý Tử Nhiệm siêu cấp mạnh mẽ, giống như lần trước đùng châm pháp quỷ dị đâm vào những huyệt vị hiểm hóc. Căn bản là không thể khống chế được Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm càng đánh càng hăng, dường như đánh đến khi Diệp Lâm Quân liên tiếp lui về sau. Mẹ kiếp, Lý Tử Nhiệm cũng quá mạnh rồi đấy. Trình độ này cũng đến tâm nữ cường giả đứng đầu Lạc Việt rồi. Sao lại có thể đến tình trạng này? Cái này còn mạnh hơn so với sát thần bố y rồi đấy. Lý Tử Nhiệm thể hiện ra một phong cách độc đáo mạnh mẽ, chinh phục toàn bộ hội trường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Lâm Quân trong lòng sốt ruột, mồ hôi lạnh cũng rơi xuống dưới. Lý Tử Nhiệm không giết chết anh thê không bỏ qua. Anh làm sao có thể đả thương Lý Tử Nhiệm đây? Huống chi Lý Tử Nhiệm hiện tại từ trên xuống dưới rõ ràng là kẻ điên mất trí, chưa nhất định có thể đánh thắng được. Ba, mẹ các người đang làm gì vậy? Trong một giây nghìn cân treo sợi tóc, một giọng trẻ con non nó ớt truyền đến. Truyền vào tai Lý Tử Nhiệm và Diệp Lâm Quân. Thân mình hai người cùng run lên, khí thế cùng toàn bộ lực lượng đang có cũng tiêu tan. Giống như khinh khí cầu bị xì hơi. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Bé Quân tới, bé Quân đứng ở nơi đó, hoảng sợ còn có chút tò mò nhìn hai người. Bé Quân. Nhìn thấy bé Quân, Lý Tử Nhiệm lập tức từ một nữ điên nháy mắt biến thành mẹ hiền. Thậm chí nước mắt cũng đang chớp động, trong một khắc hoảng hốt liền quên luôn kẻ thù. Diệp Lâm Quân bên này. Bé Quân, lát nữa ba sẽ lại đến gặp con sau. Thừa dịp cơ hội này. Diệp Lâm Quân lập tức thoát khỏi chiến trường, biến mất trong ánh nhìn của mọi người. Anh! Lý Tử Nhiệm phản ứng lại, lập tức muốn đuổi theo. Mẹ ơi mẹ đừng đi! Giọng nói bé Quân truyền đến, làm bước chân Lý Tử Nhiệm dừng lại, cô lại nhìn qua đây. Một chút thời gian này, cũng đủ cho Diệp Lâm Quân sớm đã không biết chạy trốn đến nơi nào rồi. Chờ đến khi bảy vị tà thần tìm được Diệp Lâm Quân, thì anh đã đang ở gần kinh thành rồi. Bé Quân đột nhiên xuất hiện. Đây là điều tất cả mọi người không nghĩ tới. Thế nhưng lại hóa giải một trận đại chiến. Lý Tử Nhiệm sau khi gặp bé Quân, liền cùng với Văn Hy bị mời đến Thiên Sách Phủ. Sát thần bố y được học trò đưa đi trị liệu. Kế hoạch của bọn Richard chỉ thành công 1/4. Nói tóm lại bọn họ đã thất bại. Tổn thất thê thảm nghiêm trọng. Trả giá quá lớn. Dù cho có Lý Tử Nhiệm ra tay sau đó cũng không thể thay đổi cái gì. Diệp Lâm Quân thắng. Kiếm thần Tang Khung đang nằm trong tay sát thần bố y rất nhanh sau đó Thiên Cơ Các đã công bố thiên địa bảng mới của Lạc Việt. Thiên địa bảng bởi vì mấy trăm thiên tài bị phế, ba ngày trước mới vì rất nhiều nguyên nhân không rõ, cho nên tạm thời đóng cửa địa bảng. Do đó thiên địa bảng đã xảy ra biến hóa lớn nghiêm trọng. Quả thực là biến hóa đến long trời lở đất. Đầu tiên là Diệp Lâm Quân đăng ngôi đệ nhất thiên địa bảng của Lạc Việt. Anh chiến thắng sát thần bố y, còn đánh gãy kiếm thần Tang Khung. Làm cho anh vượt qua Nam Đế, trực tiếp đứng lên hạng nhất. Nam Đế biến thành hạng nhì. Lý Tử Nhiệm trên bảng, đứng hạng thứ ba. Sát thần bố y bởi vì chúng độc rơi xuống thứ năm, Cửu Châu Huyền Tôn xếp hạng thứ tư. Người kế nhiệm của tà thần trên thiên địa bảng xếp hạng nhất. Lại sắp trở về thời đại tà thần rồi. Đối với chúng ta mà nói thật là một chuyện vui lớn. Với muôn vàn thế lực tà thần, đây là chuyện vui lớn. Diệp Lâm Quân đã làm được điều mà tà thần Hỏa Vân từng làm. Anh dần dần bày ra lực lượng thống trị lớn mạnh, anh đã thống trị thời đại này. Đối với Diệp Lâm Quân mà nói không phải chuyện tốt. Anh cũng không có chút để bụng hư danh này. Đặc biệt là trạng thái của Lý Tử Nhiệm hiện tại. Anh phải làm sao bây giờ? Tôi muốn trước tiên làm một chuyện. Diệp Lâm Quân đưa ra một quyết định. Chủ nhân là cái gì?
Bảy vị tà thần hỏi. Giờ phút này, Diệp Lâm Quân đứng đầu thiên địa bảng. Dùng thực lực chinh phục bọn họ. Bọn họ đã thay đổi xưng hô đổi với Diệp Lâm Quân. Trước kia gọi chủ nhân nhỏ, là bởi vì anh là người kế nhiệm của tà thần Hỏa Vân, thật ra không có quan hệ gì nhiều với Diệp Lâm Quân. Hiện giờ Diệp Lâm Quân đã có thực lực được mọi người tôn kính. Chân chính trở thành chủ nhân của bọn họ. Chữa trị cho sát thần bố y. Diệp Lâm Quân nói. Trong khoảng thời gian này, anh đã nghiên cứu sách y thuật cổ mà cụ già kia cho anh. Y thuật của anh tuyệt đối đã đạt lên bậc tông sư. Độc của sát thần bố y anh có thể giải được. Hơn nữa có độc tà thần ở bên cạnh, càng như cá gặp nước. Không chỉ có như thế. Diệp Lâm Quân còn có kế hoạch lớn hơn. Tất cả đều nghe theo lời chủ nhân. Mọi người cùng nói. Kiếm tà thần đưa ra một lời nghỉ vấn. Chủ nhân, tựa hồ như sau khi chủ mẫu nhìn thấy đứa nhỏ, cảm xúc sẽ biến đổi. Tôi cảm thấy có thể từ phương diện này ra tay. Được kiếm tà thần nhắc nhở, làm cho Diệp Lâm Quân vui vẻ. Đúng vậy, Lý Tử Nhiệm vừa mới rồi đã phân nộ đến loại tình trạng này, bé Quân Liên hô một tiếng mẹ đã bình ổn trở lại. Chuyện này cũng quá thần kỳ. Trên lý thuyết vẫn còn có thể cứu chữa, ồ anh cùng Lý Tử Nhiệm sẽ lại có một ngày hòa hợp trở lại. Tin tức tốt. Diệp Lâm Quân vỗ vỗ kiếm tà thần. Sát thần bố y bị mang về trong nhà của anh ta. Bên trong những học trò cũng có thần y, đang toàn lực cứu trị. Hách Phú Hưng ở bên cạnh giống như kiến bò trên chảo nóng. Anh ta khẳng định không muốn để cho sát thần bố y tồn tại. Đều đã tổn thất lớn như vậy, nếu như sát thần bố y lại được cứu mà khỏe lại. Thật sự là muốn khóc. Vậy đi, liều mạng. Hách Phú Hưng sắc mặt biến đổi, đằng đằng sát khí nhìn về phía sát thần bố y. Anh ta liều mạng, cũng muốn xử lý sát thần bố y bằng được. Bộp. Đang lúc anh ta có hành động, một bàn tay đột nhiên đặt ở trên chấm VAI anh ta. Làm cho Hách Phú Hưng khiếp sợ. Xin hỏi đây là sát thần bố y phải không? Giọng nói vang lên, Hách Phú Hưng vừa nhìn thấy hai người rất có cốt khí tiên phong đạo cốt linh hoạt kỳ ảo xuất hiện. Người tới chính là Diệp Lâm Quân và Độc Tà Thần. Hai người đã sử dụng thuật dịch dung, hoàn toàn biến thành hai người khí chất không giống nhau. Đúng vậy, các người là... Hách Phú Hưng dò hỏi. Hai người Diệp Lâm Quân không để ý đến, lập tức tiến vào nhà. Để cho anh kiếm chú ý anh ta. Diệp Lâm Quân vẻ mặt thản nhiên nói. Trước đó tại chiến trường phía đông, Diệp Lâm Quân đã chú ý tới anh ta. Đi vào trong căn nhà. Diệp Lâm Quân đưa tay muốn xem tình hình trị liệu cho sát thần bố y, liền bị các học trò chặn lại. Rốt cuộc bọn họ cũng không rõ ràng lắm thân phận Diệp Lâm Quân. Chỉ là Diệp Lâm Quân căn bản mặc kệ, dùng sức mạnh mẽ đẩy những học trò ở đây ra, liền tiến lên thi triển y thuật chữa trị cho sát thần bố y. Trời ạ, tôi vừa nhìn thấy gì? Thần châm cửu truyền thất truyền. Trong những học trò am hiểu y thuật của sát thần bố y, đột nhiên kinh ngạc hô lớn. Cậu ta nhận ra y thuật mà Diệp Lâm Quân thi triển. Y thuật cổ xưa cấp bậc truyền thuyết. Rất nhanh, trong khi Diệp Lâm Quân và Độc Tà Thần phối hợp lại, độc trong người sát thần bố y đã được thanh trừ xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.